lắm đó. À, cô à mua đi. Anh hai. Anh hai, em đói bụng quá. Tiết kiệm chút đi, như câu nói dài dài đó. Ừ. Coi kìa. Đi mau, đi mau lên đi, đi mau đi, đi mau lên đi. Mua vô đi. Kẹo đây. Kẹo đây, mua đi, mua đi. Đây là Thượng Hải đó hả? Đúng rồi, từ nay mình sẽ định cư ở đây. Mua vô, mua vô đi. Mua vô đi. Mua kẹo bòn bon đi cô hai à. Mua giùm đi, mua đi, mua đi. Mua vô đi. Ờ, ông bạn à. Ờ, xin hỏi cô Tạp Bắc ở đâu vậy? Ừ. Sao kỳ vậy? Dân thành phố là gì đó? Mình đi hỏi người khác đi. Ừ. Mua vô, mua vô, mua vô. Đi mau lên đi, mau lên đi. Mua vô đi. Mua đi. Mua đi. Mua đi. Mua đi. Anh bạn à, nên cho hỏi khu Tạp Bắc ở đâu vậy? Tôi không biết. Hả? Tôi không biết. Đồ điên. Ê, mua vô nè. Có mất gì không anh ơi? Anh cắp cái bóp mất tiêu rồi. Đưa tao. Đứng lại. Nè, đứng lại. Chị em gái của tôi. Cô không sao chứ? Cô thiệt không sao? Tôi vừa tới Thượng Hải thì có cần đi nhà thương hay không? Tôi không thể đi đâu được, tôi phải chờ anh hai của tôi. Cô thiệt không sao chứ? Cảm ơn ông. Cô cẩn thận nha. Khỉ này bị đâu vậy? Em chở theo tên cướp. Theo làm cái gì? Họ chém nhà lội sạc ngầu mà. Còn chở theo làm gì? Phải theo sát anh chứ. Làm hết thôi có biết không? Xin lỗi anh hai. Đừng có bướng bỉnh quá, đây là thành phố đó mà. Từ nay phải ráng theo sát anh, nghe rõ chưa? Dạ. Đi.
Thì cha con về tới rồi. Con không sao chứ? Chúa Bằng Phước, Chúa Bằng Phước, Tuyết Mai em không sao chứ? Tất nhiên là con không sao rồi. Bà sao hẹn gặp con trong nhà thờ sao lại nhắc mặt vậy? Cha vừa nghe được tin khu nhà thờ lại xảy ra chém giết, cha thật lo cho con đó. Dạ con biết, con còn chứng kiến chết nhiều người lắm. Nè, nãy giờ em không phải ở ngay khu đó chứ hả? Con ngay khu đó, nhưng mà có người đã cứu con. Ê, thời cuộc bây giờ mất an ninh, một người con gái đừng có lang thang ngoài phố. Cha, cha coi, bây giờ con đâu có gì đâu. Thiên Chúa sẽ ban phước cho con mà, có phải không sơ? Thấy em bình yên, mọi người yên tâm rồi. Hay là em nghỉ vài ngày rồi mới trở về nhà thờ nha, hả? Không sao đâu, cha à, con thật tình không sao mà. Ây da, hãy ngoan nha, Chúa cũng mong con cái của Chúa không có chuyện gì đâu. Ừ. Chị đi về nha. Ông Trình à, tôi xin phép nha. Ờ khoan đã, chú Mã, đưa bà Sao về đi. Dạ ông chủ. Xin chào, tạm biệt sơ. Con à, con làm như vậy à, cha lo quá đi à. Cha, cha cần gì phải lo cho con chứ. Ê, không lo làm sao được chứ. Ta chỉ có đứa con gái thôi à, nếu con có gì bất trắc á, cha làm sao dám đi gặp mẹ con đây. Thôi đừng có đi nha, từ nay con ra phố á, ráng biểu tài xế đưa rước đi hả, khỏi lang thang ngoài phố, nghe rõ chưa? Dạ nghe rõ rồi cha. Này vậy. Đừng nhắc nữa. Nói tóm lại ngày hôm nay đen quá trời à. Tại sao? Coi cái xe kéo kìa. Đến nỗi như vậy, coi bộ tối thiểu mấy ngày khỏi phải làm ăn rồi. Vậy cậu tính sao? Tính sao hả? Ai biết tính sao chứ. Ừ, thưa chú à, xin phép cho hỏi ông Mã Trung có đây không? Mã Trung? Cậu về với ông hả? Tôi là bà con dưới quê của ông, tính lên đây để nhờ ổng. Mã Trung đã dọn đi lâu rồi. Hả? Dọn đi rồi? Anh hai, vậy bây giờ phải làm sao? Chú Thái à, chính là cái thằng này đã làm hư xe của tôi đó. Là hắn. Mau đền đi, đền đi. Ông chửi ai đây? Quên, tôi không phải nói cô. Đàn ông không có gây đàn bà đâu. Tôi chỉ nói nó thôi. Chính là mày, mày đã làm hư xe của tao. Anh bạn à, chuyện hồi nãy xin lỗi nha. Quê, xin lỗi là hết chuyện sao? Bây giờ xe của tao bị hư, tao làm sao làm ăn đây? Mày dạy tao đi. Không hư thì cũng đã hư rồi, lớn tiếng cũng vô dụng. Cô. Ờ, thành thật xin lỗi nha, tình trạng của tôi đã thấy rồi mà. Tôi đây không phải cố ý đâu. Xin lỗi nha. Thôi được, coi như tao gặp xui. Hey, cái khu Thượng Hải này tối ngày cứ chém giết nhau, cứ coi như tao gặp xui đi. Nè anh bạn à, xin hỏi làm sao mà xưng hô? Kêu tôi là anh Cường kéo xe đi. À, anh Cường hả? À, anh Cường à, xin hỏi có biết chú Trung ở đâu không vậy? Anh Cường à, nghe nói là chú Trung đi Hồng Kông rồi mà. À phải, chú Trung đã đi Hồng Kông rồi, đã đi hơn cả năm rồi. Còn các chuyện khác tôi không biết đâu. Bà xã à, từ nay phải tính sao đây? Bà con của bác muốn kiếm việc làm thì xếp hàng đi. Một người là 10 đồng, trừ bị là 5 đồng. Anh hai, phải tốn tiền đó, làm sao đây? 5 đồng hả? Ờ, anh chỉ có 4 đồng thôi, em hình như còn 1 đồng mà. Và nói đưa cho em giữ phòng thân mà. Đưa cho anh trước đi. Nhờ. Ờ, à, được rồi. À, người kế tiếp.
xong xuôi rồi. Thiệt hả? Xong rồi, ông chủ nói là chưa có được nhanh như vậy đâu. Mai mốt sẽ có thông báo sau, chừng nào được công việc làm là có hy vọng. Ừ. Hey, cũng không ngờ nhanh vậy ha. Xếp hàng có chút là được rồi, 10 đồng là có tới ghi tên. Bây giờ từ nãy làm bằng khó như vậy, đâu có ai có việc làm mà không chịu đi làm chứ. Thì đúng vậy, cái thằng ngốc đưa 5 đồng nãy giờ chờ trừ bị vậy mà còn đứng nhăn răng cười chứ. Đúng là cái thằng ngu đem 5 đồng bạc có thể xuống biển còn sướng hơn. Ờ đúng. Em Trinh à, anh kiếm cả đêm mới kiếm được một gói cơm cháy. Em ăn trước đi nha. Không được, mình chia đôi đi. À được. Từ nhỏ tới lớn mình đã quen có phước cùng hưởng, có quả cùng mang. Ê, thôi đừng có nói nữa, lo ăn đi. Uầy, hai người là anh em, tới kiếm chú chung ngày hôm nay đó mà. Sao đến nông nỗi này vậy? Chúng tôi không có chỗ ở, lại không có tiền. Hay là gì, qua bên tạm bắt ở đi. Tôi quen với lại chú Tài lắm, như là người nhà vậy. Hả? Tôi thiệt là thấy ngại, hôm nay làm hư chiếc xe của anh. Hey, đâu phải là anh cố ý. Hơn nữa thằng Cường này không có nhỏ mọn đâu. Đi nha. Đi đi. Là người tốt lắm, tứ hải giai huynh đệ, con người của ổng thích xã giao lắm. Anh mà gặp ổng thì anh biết ngay. Quê, quay, nhậu nhẹt ngon quá ha. Sao không chừa phần tôi vậy, hả? Ê, tôi cơm qua ngồi đi. Ngồi đi, ngồi đi. Ngồi đi. Wow, ngon quá ha. À, để tôi giới thiệu, đây là chú Tài, à, còn đây là thím Tư, thím Sáu. Chào đi. Hey, chào cậu. À, hay là gì, anh tự giới thiệu đi. Ờ, tôi tên là Mã Vĩnh Trinh. Còn đây làm gái của tôi, Mã Tố Trinh. Ờ, chào. Chào. Ở Thượng Hải họ không có bà con, cho nên tôi dẫn họ tới đây để có thể chiếu cố lẫn nhau. Ngồi đi. Tôi thấy ngại quá. Ngồi đi. Nè, ngồi xuống đi. À, còn cô nữa, ngồi đi. À, đúng rồi, ngồi đi. Có nhiều người nhà mà ngồi đi. Tự nhiên mà. Tự nhiên đi. Ngồi đi. Ngồi xuống đi. Nè, cần gì khách sáo có phải không? Ờ, không cần khách sáo đâu. Chúng tôi đều là người từng ngủ hồ tứ hải cùng một cảnh ngộ. À, nếu không có chỗ ở á thì tới đây ở với chúng tôi đi. À, phải rồi, chúng ta có cái gì cứ ăn cái đó. À, đúng rồi. Ê, đừng có lôi thôi nữa, cứ cầm đũa ăn đi, món lẩu này ngon lành lắm đó. Đúng phải. À, cầm đũa đi. Ấy da, xem chút nữa quên mất rồi, hôm nay có mua đồ ăn thêm ngon lành lắm. Còn mua thêm nữa hả? Quý gia cái gì đây? Nè, ăn đi. Cảm ơn. À, còn anh cái này. Cảm ơn. Qua cái tên đầu bếp ở đây thì hết sảy ha, tối ngày cứ được ăn đều. Hey, đầu bếp gì chứ, tôi chỉ là phụ trách cắt rau thôi. Cầm dao thì nhiều nhưng mà chưa có được cơ hội đứng gần cái chảo. Cầm dao hả? Sát khí đùng đùng đó, hôm khác gặp đó phải đi xa chút, mất công nổi điên làm thịt chúng tôi như làm gà. Em không kéo tay kéo hả? Ở Thượng Hải khó kiếm ăn lắm, có việc gì thì làm việc nấy thôi. Ờ, thằng Cường giỏi lắm, cái gì đó cũng biết làm hết á. Ba ngày ban đêm gì cũng làm hết, làm như điên vậy á, chịu cực dữ lắm. Bây giờ thịt gà ngon ghê đó. À, dĩ nhiên. Tối nay nha, cậu Tư đãi khách ở trong nhà hàng chúng tôi, ăn toàn là mấy thứ ngon lành không à. Đồ ăn nhiều sao mày đem dễ ít quá vậy? Vậy đủ cho ai ăn đây? Bộ dễ sao? Nếu mà không nhờ tôi nhanh tay đó hả, thì không có lấy được miếng nào hết á. Ê, nói gì phải cảm ơn mày rồi. Thiệt là ngon lành. Tôi cảm thấy như là mình đang ăn chung với cậu Tư đó. Hả? Cậu Tư mà mấy người đang nói, có phải là cậu Cổ Chấn Thành giàu nhất ở Thượng Hải? Ờ, phải. Anh mới tới đây cũng nghe được đại danh của hắn hay sao hả? Tôi nghe ra sợ lửa thôi. Sếp sọc lắm. Cậu Tư này đó nhờ, tài giỏi ghê lắm. Tuổi mới 30 thôi, đã là người giàu nhất khu Thượng Hải rồi đó. Thêm nữa là hắn mới tới Thượng Hải gây sự nghiệp có 4 năm thôi. Thật ra khu Thượng Hải có nhiều cơ hội lắm, chỉ coi là mình có gặp thời, nắm vững cơ hội hay không thôi. Cái lúc mà hắn mới lên đây đó hả, cũng bất quá chỉ là làm bồi trong câu lạc bộ mà thôi. Nhưng mà sau đó thì thiệt không biết tại sao, hắn chỉ ăn có vài bữa cơm với lại đàn anh của Thượng Hải thôi, thì được giao hết địa bàn cho hắn. Bây giờ luôn cả Hắc Bạch Lưỡng Đạo đều nghe lời hắn. 4 năm
4 năm là có thể điều khiển Thượng Hải. Anh Trinh à, ở Thượng Hải anh có tài á thì được làm mưa làm gió. Thiệt là xếp xong. Anh Hai, anh không coi hắn là thần tượng của anh chứ? Anh biết anh không giỏi bằng hắn. Hắn chỉ tốn 4 năm, còn anh thì phải tốn 8 năm. Sớm muộn sẽ làm cho khu Thượng Hải phải biết tên Mã Diễn Trinh này. Anh Hai của tôi đang dẹp mộng đó. Đã tới khu Thượng Hải rồi thì tất nhiên phải ráng làm cho mình được nổi. Chỗ ở còn chưa có, anh đã lo xa như vậy rồi. Người nghèo nhưng chí không nghèo. Bắt đầu từ hôm nay tôi phải ráng lên. Có chí khí thì tất nhiên sẽ có ngày được nổi, phải không? Nè anh Trinh à, phải ráng lên nha. Hey, Nam Nhi chí tại tứ phương mà, lo gì chứ, ăn đi. Ê, ăn đi, ăn đi. Ăn đi. Nè, anh tuy là hơi lụp sụp một chút nhưng mà ráng thu dọn lại thì cũng được thôi. Cái nhà này lâu rồi không có ai ở, cho nên tiền nhà đó hả, một tháng chỉ có 5 xu thôi. Nhưng mà chúng tôi... Ê, không thành vấn đề đâu. Đợi khi nào anh kiếm được việc làm có tiền rồi thì đưa tiền cũng được, chủ nhà dễ dãi lắm. Chúng tôi thì không biết cảm ơn anh mà cách... Ê, đừng nói vậy. Chúng ta quen nhau cũng như là có duyên đi hả? Hay chỉ kẹt cái là không có cái gì tiếp đãi hai người thôi. Anh Cường à, chúng ta giận nhau rồi mà. Anh thiệt là một người tốt. Nếu không gặp được anh thì anh em chúng tôi chắc phải nằm đường quá. Hay, đừng nói vậy. Anh chị nói vậy tôi thấy ngại lắm. Tôi ở dưới kia thôi. Nếu có chuyện gì cứ việc kiếm tôi, ngủ ngon. Ngủ ngon. Xin phép nha. Mơ Thượng Hải bắt đầu từ chỗ này nha. Yên tâm đi em, anh chắc chắn sẽ ráng kiếm tiền, sắm rất nhiều quà cưới cho em. Cuộc đời của anh chỉ có một đứa em gái thôi, chưa gì anh đã muốn đuổi em đi rồi sao? Chính vì có một đứa em gái cho nên anh cần phải cho em cái tốt nhất. Mười mấy năm rồi giặt ủi nấu nướng còn chưa đủ mệt hay là sao? Anh Hai. Cái gì? Thôi đi ngủ đi. Đi đi. Đúng rồi. Trời nóng quá ha. Mưa vô đây. Phải. Sao mà nóng quá vậy? Ai đó? Ai đó? Mày. Đừng chạy nha. Đừng có chạy nha. Lại cho anh, đừng có đuổi tôi nữa mà. Đừng có chạy nha, mày đứng lại. Đừng có chạy. Đứng lại. Đừng chạy. Làm tao chạy hụt hơi luôn. Có chừng phỏng nha má. Từ từ ăn. Chạy nóng quá hả? Mày xin hỏi cậu, cậu kiếm ai vậy? Thằng Minh về tới chưa? Ủa, anh Trinh, anh cũng ở đây hả? Hey, mày về tới thì hay quá. Mẹ của mày nhớ mày lắm đó. Nè, thang thuốc này một lát nữa xắt cho mẹ của mày uống, nhớ nha. Cháu Cường, cảm ơn cháu nhiều lắm nha. Không có chi, cháu và mình là anh em mà, đừng khách sáo. Hôm nay ngon lành thiệt, được ăn bánh bao, ai mua vậy? Anh Hai mời cho tụi em ăn đó. Minh à, tao biết mày làm việc bên ngoài bận rộn lắm, nhưng mà mày nhớ kỹ nha, phải về nhà thường xuyên. Anh Trinh à, anh tới thăm bác gái hả? Không phải, tôi tới đây để kiếm thằng Minh thôi. Chúng tôi đã gặp nhau ở ga xe lửa rồi, nó đã giúp đỡ tôi nhiều lắm. Vừa mới gặp lại nhau ở dưới nhà thôi,
Ha, rốt cậu đã làm được điều tốt ha. Mình à, tiếp đại khách ngồi chơi đi. Không cần đâu, được rồi bác à. Bác hãy ăn cháo còn nóng đi. Đúng rồi, ăn cháo đi mà. Ngồi chơi. Má còn chuyện phẩm đó nha. Anh Trinh à, anh Trinh, lúc nãy cảm ơn anh. Là chuyện nhỏ thôi. Không phải là chuyện nhỏ đâu. Nếu như má có biết được thì bà sẽ tức học máu đó. Vậy tại sao mày đi móc túi? Em biết móc túi là không đúng, nhưng mà cho dù em không ăn máu em cũng phải ăn mà. Mày có tay có chuyện, lo gì không có việc làm chứ. Đừng có cố giải thích cho mình nha. Đúng vậy, anh Trinh nói đúng. Minh à, tao nói với mày rồi, mày làm cái trò đó rủ như bị người ta bắt được thì mẹ của mày tính sao đây? Tụi anh đừng nói em kiểu vậy chứ, cùng lắm là mày muốn không làm thôi. Chịu khó đi, không có làm đâu. Cậu nhờ. Được hết sao? Tối nay cậu và Tố Trình tới nhà tôi ăn cơm đi, tôi có nấu canh chùa đó. Được, cảm ơn trước. Ê anh Mã, nặng quá. Nặng tiền, bỏ xuống từ từ. Cảm ơn. Lấy ở đâu vậy hả? Tôi kiếm được trong cái hố rác ở mé sông á, còn ngon lành lắm. Thím coi, tôi tính đem về nhà đựng đồ cũng ngon lắm chứ bộ. Chú tối ngày chỉ hàm bà cái đồ này. À gì chứ, khỏi tốn tiền mà. Cái đứa này nặng quá, tí nữa tôi kêu về giùm chú nha. Cảm ơn nhiều. Khách sáo làm gì? Chú thím tốt với anh em chúng tôi như vậy, chúng tôi thì không biết phải cảm ơn làm sao. Cậu Trinh à, mình là láng giềng mà giúp đỡ lẫn nhau là chuyện đương nhiên. Đúng rồi, hôm nay cô Trinh làm việc cho tôi còn chưa được ngừng tay đó. Không sao đâu, ăn không ngồi rồi, tôi làm được mà. Ủa, anh muốn kiếm việc làm à? Hả? Có việc làm hay là sao? Có, tôi kiếm được rồi, nhưng mà việc khuân giác đó, anh làm nổi không? Tôi mà như vậy mà không được à, tất nhiên là được rồi. À, vậy tốt, như vậy sáng mai đi làm nha. Được. Ê nè, mau nhanh tay chú đi. Trời ơi, quá nè. Nhanh tay đi kia, nhanh lên đi. Thầy tổ mê bắt giác à. Đi bộ, tối. Anh nặng quá. Mở lên. Ê nè, nặng quá đi à. Tứ tổ thiếu vị bắt khiên. Cung đầu vậy, cậu lứt không mà kêu tổ cậu nào. Mở lên đi. Mở đi, mở lên. Đi chứ. Mở cái đi. Thôi như vậy, nhanh lên, nhanh lên. Mở lên. Đưa tay đi, nhanh lên. Nè, mở đi, nhanh tay chú đi. Nhanh tay đi, mở lên. Nhanh lên. Dạ, cũng làm gì vậy hả? Tố Trinh, có thấy mẹ hay là không? Tố Trinh, sao hả? Trinh à, ba lên. Má à, ba lên rồi, bắt mắt mày kìa rồi, ba lên, đi ba lên. Cảm ơn. Chào miếng bánh mì nha. Cắn lên. Nè em nhỏ hả, cái này là của em, còn cái này là của em, nè, mau cảm ơn đi con. Dạ cảm ơn. Không cần cảm ơn đâu, hôm nay có vui không hả? Ông Giê-xu của tụi cô thiệt là chịu trời. Chờ hôm nào cũng được rảnh mà mời ghé qua nhà tán dốc cho vui nha. Chị Sớt đã trực sẵn trong nhà của mấy bà lâu rồi. Vậy hả? Dạ phải. Hôm nay là phát thực phẩm hả? Nè, lâu mời xếp hàng đàng hoàng đi. Được. Lâu mời trích hả? Không biết chuyện gì vậy hả? Hình như là bị bệnh đó. Xin lỗi, có đại phu đây không? Có đại phu đây không hả? Khiết Mai, mau đi gọi bác sĩ Trần tới đây đi. Dạ. Nè, anh không cần phải lo, tôi sẽ về liền. Dạ, làm việc cô. Thế nào, Tố Trinh sao rồi? Đại phu đang khám cho cổ. Đại phu à, em gái của tôi tình hình ra sao? Xương sọ đã bị nứt, tình hình rất là nghiêm trọng. Tôi nghĩ các người hãy đưa cổ đi nhà thương đi, càng mau càng tốt. Phải tốn bao nhiêu tiền? Tính luôn tiền thuốc men khoảng 50 đồng. Chở đi nhà thương đi, tôi có xe ngoài kia, mình đưa cổ đi ngay nha. 50 đồng, nhiều như vậy đi đâu kiếm chứ? Phải, dân cù chúng tôi kiếm được bữa nào là hết bữa đó, đâu có nhiều tiền như vậy đâu. Cứu người là trên hết, hay là tôi đóng giùm chăm trước nha? Không được đâu, ý đẹp của cô tôi xin cảm ơn. Cứ để tôi tự tìm cách đi.
về. Tôi ra thương lượng với bà sư giùm anh, có lẽ giáo hội sẽ giúp đỡ cho anh. Đúng rồi, đúng rồi. Giáo hội hay giúp đỡ dân cụ chúng tôi lắm. Cô Mai và bà sơ thường hay tới đây phát sữa bột, còn có tiền quỹ kinh tế gì đó nữa. Đúng đó. Có phải đưa cổ tới nhà thương giáo hội gì đó khỏi tốn tiền phải không? Tôi hỏi giùm anh nha. Ờ được, cảm ơn cô. Ê được rồi, đi làm việc đi, mau lên. Ông chủ à, tôi kéo xe cho ông cũng lâu rồi, có thể nào cho tôi mượn đỡ vài ba chục xe sở không hả? Anh phá hoại còn dám tới đây mượn tiền hả? Coi đây nè, ra nông nổi như vậy đó. Ông chủ à, tôi thật sự cần tiền lắm, ông giúp tôi đi, làm ơn nha. Thôi dẹp đi cha nội. Ông chủ à, thật sự tôi cần tiền lắm, hay là tôi kéo xe trả góp cho ông được không? Tôi không cần anh làm việc cho tôi nữa, làm ơn đi khỏi chỗ này đi, mau lên. Đi đi, đi mau đi. Làm ơn làm ơn đi ông chủ. Đi mau đi. Cái đồ mất dạy, đừng có để tao gặp mày nha mày. Anh Trinh à, trừ hết số tiền phá thuốc của má và em, cộng thêm tiền của mấy thằng em nữa, chỉ còn lại bấy nhiêu thôi. Thôi khỏi, mẹ cứ xài đi. Anh Trinh à, em biết là anh không nên xả số tiền này, nhưng hoàn cảnh bây giờ của anh tạm cất lại số tiền này đi. Ta sẽ biết tìm cách mà. Cậu tìm cách bằng cách nào đây? Đúng rồi, cứ để chúng tôi giúp đỡ cho cậu đi. Cậu tìm cách nào đây? Chúng tôi mỗi người một số cũng đủ đóng cho nhà thương rồi. Ý đẹp của các người tôi xin cảm ơn, nhưng hoàn cảnh của mấy người ra sao tôi rõ lắm. Tiền của các người hãy lấy dành lo ăn đi. Ê, chúng tôi có chân có tay, sáng mai làm xin một chút, y như thằng Cường vậy, kéo thêm vài chuyến thôi là kiếm lại tiền mà. Đúng như vậy đó. Hơi, đúng là ban ngày đừng có nói người ban đêm, đừng có nói có ma. Kìa tao tháo về tới rồi kìa. Ê, thằng Cường về rồi kìa. Hôm nay kiếm được khá nhiều rồi chứ, đóng góp chút đỉnh đi. Cường à, mày làm gì vậy? Có chuyện gì? Làm gì vậy? Nói đi. Đừng nhắc nữa. Ông chủ xe đã chửi tôi làm hư chiếc xe của ông, từ nay không cho tôi mướn xe nữa. Không kéo xe thì làm việc khác thôi. Mày còn việc làm trong nhà hàng đó mà. Nói tóm lại thì là xui xẻo, nhà hàng sa thải người cũng có phần tôi đó. À, thật ra thì các người không cần lo cho tôi đâu, cho dù tôi bị thất nghiệp cũng không chết đói đâu. À, nhưng mà anh Trinh à, thì xin lỗi nha, tôi không thể giúp anh. Sáng mai mấy người có thể tới bến tàu để kiếm việc làm, chỗ đó ngày nào cũng có mướn người mà. Thì sao? Thiệt. Nè, muốn kiếm việc làm đi, xếp hàng đi, muốn kiếm việc làm đi. Nè anh hai à. Đi. Thế sao cho họ vô trước vậy? Chúng tôi xếp hàng đầu, họ xếp hàng chót mà, nên cho chúng tôi vô trước chứ. Mày nói cái gì? Họ có đưa thơ giới thiệu cho mày hay không hả? Đưa coi coi. Thơ giới thiệu gì chứ? Rõ ràng tôi thấy họ đưa tiền cho anh mà. Anh chơi vậy là không công bằng đó. Ê, nè anh bạn, anh nghe kỹ đây. Tôi là người cầm đầu chỗ này, tôi thích mướn người nào thì mướn người đó. Nếu như anh chịu đúng tiền thì cũng có thể vô trước, nghe rõ chưa? Sáng sớm tôi đã tới xếp hàng, không có lý do gì không nhận tôi. Nếu như có luật như vậy thì hãy cho tôi biết trước đi, tôi không đến xếp hàng đâu. Tiền lương của chú ít thôi mà cũng đã bóc lột, thiệt là bọn hút máu. Mày nói cái gì vậy mày? Bọn hút máu kìa. Bất cứ ai tao cũng mướn, chỉ mày là tao không mướn. Mày lập tức cút ra khỏi khu này đi, từ nay đừng để tao bắt gặp nữa. Cút đi, cút ngay đi. Nè, vô đây nè, mua vài cái thú đây nè, cái thú nè, cái thú này, bánh canh nhiều heo. Cậu Trinh à, cậu Tú Trinh sao rồi? Đúng rồi, Tú Trinh sao rồi? Cũng như thường thôi.
Ờ, phải có gặp thằng Cường không? Tôi muốn kiếm nó. Thằng Cường hả? Nó đã đi làm rồi. Đi làm cái gì? Có phải có chuyện hay không? Nói đi, mấy người đừng có giấu tôi. Vậy tôi thú thiệt nha. Sự thật là thằng Cường đi đánh quyền lậu đó. Hả? Đánh quyền lậu? Phải, nó nói chỉ cần đánh một hiệp thôi cũng bằng đi làm cu li cả tháng. Đánh ở đâu? Ở khu bến tàu đó. Mạnh lên! 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 Dám ra đây phá đám. Mấy người đánh quyền thôi, đâu phải là giết nhau. Sao bên ta vậy? Mày biết luật hay không? Đánh chết bỏ đó mà. À đúng rồi, tiếp tục đi. Tiếp tục. Tiếp tục đi. Tiếp tục. Nó đã thua rồi mà. Chịu thua hả? Lão đại, đưa tiền đi. Mau lên. Phải, sao kỳ vậy? Đánh xong mà, sao ngưng vậy chứ? Phải. Ê, cái thằng ngốc này đứng dậy đi. Đứng dậy đi. Có sai là không? Không sao. Chờ một chút, chờ một chút nha. Lão đại à, số tiền của tôi đâu? Tôi còn đòi tiền hả mày? Lão đại à, nó đã bị thương rồi, theo lẽ cũng phải trả tiền thuốc men chứ. Dạ phải. Tôi được. Cầm đi. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Anh đưa mình về. Anh cất được, tôi cái gì vậy? Có tiền rồi. Anh cất số tiền này để khám thương cho Tố Trinh đi. Không được đâu, tôi đâu có thể lấy tiền của anh chứ. Không có được đâu. Anh được làm anh gì? Anh Tinh à, tôi liều mạng kiếm tiền này cũng vì muốn trị thương cho Tố Trinh thôi. Anh cất đi. Anh đến đâu nói gì vậy? Tôi đâu có dám lấy tiền của anh chứ. Tôi không sao đâu, tôi còn chịu nổi mà. Không có được. Hay dạ, anh lo thôi làm gì chứ. Nè, anh cầm số tiền này trị thương cho Tố Trinh đi. Tôi không sao đâu. Ê Cường à, sao đi đánh lộn với ta à? Tôi không phải đánh lộn, tôi và mấy thằng miền Bắc giành nhau làm cai thôi mà. Đánh lộn gì chứ? Nè Cường à, cái bọn đó dữ lắm mà, đừng đụng cái là đòi đánh với họ nha. Ê chú không hiểu đâu, tôi không nói với chú. Nè cô Trinh à, tôi qua nói với cậu, cô Mai đã tới đây đưa cô Trinh đi nhà thương rồi. Vì sao? Đúng vậy. Ờ, cảm ơn chú. Tiến triển cũng khá chứ hả? Sao làm gái tôi đến nông nỗi này vậy? Nè nè, ông làm cái gì đây? Vô nhà thường la lối như vậy à? Cảnh là anh hai của tôi. Anh hai của cô à? Không cần phải lo, cô Trinh không có sao đâu. Chào cô Mai. Ông đi lo chuyện khác đi, để tôi trò chuyện với hai ảnh. Tự nhiên. Cô Trinh có bị thương, ngay cái chỗ đầu máu bầm, ảnh hưởng tới dây thần kinh. Có lẽ thấy chóng mặt lắm, bác sĩ sẽ tìm cách để chữa trị cho cổ. Em bỏ đi, anh không thấy em có biết lo cho em không chứ? Xin lỗi nha, là tôi dẫn cổ tới nhà thương. Còn về chuyện tiền thuốc men, tôi sẽ nhờ giáo hội yêu cầu bồi thường lao công. Có thể bồi thường hay sao? Tất nhiên, đây là luật của chính phủ Thượng Hải. Vậy thì đỡ rồi. Mấy người tự nhiên nha, để tôi rót nước cho cô. Anh hai, sao anh tối ngày kích động quá vậy? Anh Cường sao lại đến nông nỗi này? Không có gì, sơ ý bị té thôi, không sao. Theo tôi thấy anh bị thương như vậy, không phải là bị té đâu. Thiệt mà, bị té đó, không sao đâu.
Hay là gì, anh theo tôi xức thuốc đi. Nếu như bị nhiễm trùng thì mệt lắm đó. Thôi, không cần đâu. Anh Cường, hãy nghe lời của bác sĩ đi. Đi xức thuốc đi. Đi đi. Ăn thôi gì. Anh hai, có phải có chuyện gì giấu em hay không? Đâu có chuyện gì giấu em chứ. Em thật sự không muốn anh hai giúp đỡ gì em. Chỉ có một đứa em gái thôi. Nếu như không vì em thì vì ai nữa. Thôi đi, đừng có suy nghĩ nữa. Chiều có nằm nghỉ mau lành lại lắm. Cô Mai à, cô có thể dẫn tôi đi gặp thằng Cường hay không? Anh hãy trả lời câu hỏi của tôi đã. Chuyện gì? Tại sao anh Cường bị thương nặng như vậy? Bị té đó, bây giờ đang khám bác sĩ. Anh còn nói láo. Anh đi đánh quyền lậu. Đánh quyền lậu? Cái chuyện này nguy hiểm lắm mà. Anh có biết không, sơ ý một cái là mất mạng luôn. Tôi biết. Anh làm như vậy cũng không ngoài là muốn gom tiền thôi. Gần mất mạng rồi còn hơi đâu đi giúp cho cô Trinh. Cô có thể hứa với tôi không, đừng cho cô Trinh biết nha. Vậy anh phải hứa với tôi điều này. Điều gì? Anh không thể đi đánh quyền lậu. Bất cứ giá nào cũng đừng đánh. Cái gì? Đi bán mía? Tiền thì tôi không có bao nhiêu, nhưng mà nếu đi bán mía thì chắc là đủ. Cũng tốt. Tự làm chủ, nhờ vào sức của mình. Tôi đã nghĩ qua rồi. Khu bến tàu đông người lắm, tôi nghĩ là bán được. Phải. Nhớ chừa phần tôi nha. Tôi cũng muốn làm ông chủ đó. Nè, cạn ly. Cạn. Chưa được phần em có được không vậy? Anh Trinh à, anh nghĩ sao? Em thì không có tiền đâu. Anh biết em mà. Nhưng mà khiên trái tim dư sức. Chừa luôn phần mày cũng không sao. Nhưng sáng nay tao vào trước, mày muốn làm thì làm thiệt nha. Được có phá đám. Được, không thành vấn đề. Bàn xong chưa? Ngồi xuống đi. Cảm ơn. Có ngọt không vậy? Ngọt đó. Ngọt thiệt ha. Nè, ba lên, ba lên, biết ngọt đây. Cảm ơn. Nhà, trừ vốn ngày mai, hôm nay mình mỗi đứa là được 50 xu. Wow, 50 xu hả? Phải. Một ngày được 50 xu, hai ngày được 1 đồng. Vậy một tháng chúng ta là tới 15 đồng lận. Uầy, mình ngoài bán cái chỗ này còn bán luôn bên kia nữa. Như vậy sẽ kiếm tiền dài dài đó. Wow, hay quá. Wow, như vậy nguy hiểm lắm. Nếu không xong thì xảy ra chuyện lớn. Thì phải rồi, lúc tôi đi thăm con Trinh, cả con Trinh cũng nói như vậy đó mà. Chứ tiếp phải sáng nhắc nhở thường xuyên đi nha. Rủi ro xảy ra chuyện gì? Nè cô Mai. Anh Trinh. Cô Mai. Hả? Đông đủ quá vậy, bàn tán cái gì mà cười vậy? Chúng tôi đang bàn. Chúng tôi đang bàn chuyện ông già thằng cậu đó. Đã để cái lò than bên giường nguy hiểm lắm mà. Phải, lỡ mà làm trái cái mệnh thì sẽ thành thịt nướng ngay. Thì ra là bàn cái vụ này hả? Phải nữa. Tôi đi về. Chú Tài à, chú cháu uống thuốc nha. Biết rồi. Sáng mai bà Sơn sẽ tới thăm các người đó. Được rồi, cô đi về từ từ nha. Tạm biệt. Tạm biệt cho cô Mai. Tạm biệt. Tôi sẽ tiếp tục giữ bí mật cho anh. Ý, cô Mai bảo quên chiếc khăn tay. Cậu Trinh à, mau đem trả cho cổ đi. Cầm giùm đi. Ê, cô Mai à. Cô Mai à. Cô Mai. Cô Mai à. Cô Mai. Nè, làm ơn ngừng xe. Tiền xe đây. Cảm ơn. Cô Mai nè. Anh gì nói, bà chạy hụt hơi đó hả? Đúng rồi. Một chiếc găng tay thôi, không có đáng. Không có sao. Cô anh kìa, chạy toát mồ hôi. Anh làm gì vậy? Không có gì.
Mình đi nha. Tôi đón xe về được rồi. Tôi đi với cô tới chừng cô gọi được xe. Được. Đã đi lâu rồi mà còn chưa có xe ha. Cũng tại tôi báo hại cô chưa đón được xe. Ăn thua gì, cứ như bây giờ đi từ từ thì cũng thấy vui lắm. Thật ra đi như bây giờ cũng khỏe lắm. Nếu có thể đi như vậy cho hết cuộc đời tôi cũng chịu đó. Đâu có con đường nào cho người ta đi một đời chứ. Khi nào anh kiếm được nhớ cho tôi biết nha. Anh nè, qua ngã tư đằng trước là tới nhà của tôi rồi. Không ngờ tới nhanh như vậy. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Đừng có sao. Tạm biệt. Tạm biệt. Ê, đi mau lên đi. Ba đi, ba đi, ba đi, ba đi hả? Ba đi, ba đi, ba đi. Tạm biệt. Tạm biệt. Nhanh lên đi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Ba đi, ba đi. Anh tin à, đừng nha. Sao hả? Thằng nhóc, mày tức hả? Biết không thì kiếm chỗ khác làm ăn đi. Đây là địa bàn của tao. Nếu như không thì gặp tao tao đập đó đó. Cái gì? Anh tin à? Thôi đi, anh tin à? Bỏ đi. Đây. Đi, hết chuyện rồi, thôi mình cũng đi về đi hả? Thôi mình đi đi. Sao để hắn đi? Hai người này gây với họ không có lợi đâu. Phải rồi, họ là tay sai của Đình giết họ đó. Chơi cũng lại họ đâu, bỏ đi. Rồi làm sao, bỏ qua hả? Mình lỗ lã trơn rồi kìa. Coi như mình gặp xui đi. Cái bọn khốn nạn này, phải chịu thôi. Ăn có ngon không? Cho anh miếng nha. Từ từ ăn nha, coi chừng bị nghẹn đó. Anh hai à, anh buôn bán có khá không? Được chứ. Được chứ sao không, khách tới mua dữ lắm. Vậy sao anh được rảnh tới đây thăm em vậy? Có hai đứa nó coi chừng giùm anh. Anh rút ra thời gian để thăm em, không hay hay sao? Bộ có nhiều người thích ăn mía như vậy hay sao? Phải rồi, người ta thì là thích ăn mía dữ lắm. Anh sẽ ráng kiếm thêm tiền, chờ khi nào em xuất diện anh sẽ sắm đồ mới cho em. Anh kiếm được tiền thì để dành đi, đừng có phung phí quá. Được rồi, anh biết lo liệu mà. Bệnh nhân tên Mã Tú Trinh phải không? Dạ phải. Tiền thuốc và tiền nằm bệnh viện hết thảy là 40 đồng. À, đây nè. Có cần lấy tiền lại hay không? Thôi khỏi. À đúng rồi, nếu tuần tới phải đóng tiền nằm viện hãy thông báo với tôi. À được. Cảm ơn cô. Anh Trinh. Tại sao phải giấu tôi? Sự thật là chẳng có bồi thường gì hết mà. Và cũng chẳng có giáo hội giúp đỡ. Toàn là do cô đóng giùm thôi. Tôi chỉ muốn giúp anh thôi. Tôi là đàn ông, không bao giờ cần người ta bố thí, càng không bao giờ sai tiền đàn bà. Tiền thuốc men này mai mốt tôi trả cho cô. Lão đại à, có người kiếm kìa. Là mày hả? Có chuyện gì đây? Vĩnh Trinh, trận đánh lát nữa mày phải thua nha. Mày có hiểu chưa? Mày cũng ngon thiệt ha. Không muốn tôi cũng phải thua. Để đặt vô đi, đặt vô đi. Mã Vĩnh Trinh chắc chắn sẽ thắng mà. Đặt vô đi, đặt vô.
Đặng vô đi, đặng vô, đặng vô đi, đặng vô, đặng vô đi, đặng vô, nhìn anh chính thắng mà. Đặng vô đi, đặng vô, mà anh chính thắng mà. Đặng vô đi, đặng vô. Thiệt đó. Thế nào anh Hổ? Tôi thắng rồi đó nha. Mau đưa tiền đi. Mà chết chết. Tiền của anh nè. Tụi mình chia đôi nha. Khổ này ghét nhất là thứ người làm trái ý tao. Ông muốn cái gì đây? Tao đã từng cho mày cơ hội, nhưng mày không biết luyến tiếc gì hết. Phải chịu thôi. Giết. Thôi đủ rồi, đủ rồi. Cái thằng chó chết. Móc hết tiền của nó đưa tao. Anh không giữ lời hứa. Tôi thành thật cảm ơn cô.
Cô đã giúp đỡ chúng tôi. Anh làm gì vậy? Dễ thiệt mạng lắm đó anh biết không? Không có sao đâu. Anh không sao hả? Anh có biết tôi lo cho anh lắm không? Đau lòng cho anh không? Hả? Còn Tú Trinh nữa, anh có nghĩ tới sửa nhanh có chuyện gì cô cũng đau lòng như tôi đó. Tôi chỉ biết mạng nợ của cô tôi thì là khó chịu lắm. Anh không muốn em gái của anh có chuyện, anh lại không cho phép người ta giúp đỡ. Tôi không muốn cô giúp tôi. Tôi nghèo, tôi không có tiền, nhưng tôi có tự ái. Tôi còn chưa còn tay. Cô chưa có bị nghèo nên chưa bao giờ bận tâm đến cơm no áo ấm. Cô chẳng hề biết cảm nghĩ của người nghèo. Đúng, tôi không biết. Tôi không biết tại sao anh lại thốt mấy lời như vậy. Anh đã nói nhiều, nhưng chỉ có một câu là đúng. Tôi không cần bận tâm đến cơm no áo ấm, nhưng không phải là có tiền hay không có tiền để đánh giá của người. Tôi muốn giúp anh không có nghĩa là tội nghiệp cho anh. Anh có hiểu hay không hả? Xin lỗi. Bỏ đi. Anh hãy sáng nằm nghỉ. Ngày mai tôi sẽ lên thăm anh nữa. Đinh Diễm Hổ ở đâu? Mày chán sống rồi hả? Đinh Diễm Hổ ở đâu? Không biết. Không biết hả? À, dạ, tôi biết, tôi biết. Đây là sổ sách của hai tháng vừa rồi và nhân số góp phần khiên giáp. Ông hãy coi cho kỹ, nếu có gì đặc biệt thì có ý kiến cho tôi đi. Không có gì trục trặc chứ? Có Đinh Nhất Hậu ở đây, nhất định không có gì trục trặc đâu, yên tâm đi. Bên ngoài xảy ra chuyện gì mà ông vậy? Để tôi ra coi. Thằng nào bắt được nó, tao sẽ thưởng 2000. Đừng là bảo nha. Đứng yên, lão sợ tại giết nó. Nè anh bạn, bình tĩnh đi, mau thả cô Tư ra. Anh bạn, bình tĩnh là đi. Xin lỗi nha, tôi bắt buộc thôi. Mã Văn Trinh, nếu mày dám làm ẩu, mày chạy không thoát đâu. Đứng yên, ra ngoài hết cho tôi. Cậu Tư, anh Hổ, anh cũng ra ngoài đi, đóng cửa lại giùm tôi. Không cần phải căng thẳng gì đâu, bỏ cô vợ xuống trước đi. Anh yên tâm, có tôi ở đây anh không sao đâu. Bỏ cô vợ ra đi. Anh cũng gan thiệt ha, băng đầu hổ mà cũng dám phá. Chuyện gì vậy? Tôi tới đòi lại tiền của tôi. Họ thiếu nợ của anh à? Tôi đánh việc cho họ, họ là cướp thù lao của tôi. Thế bao nhiêu? 50 đồng. Chỉ vì 50 đồng bạc mà anh dám tới đây để gây chuyện với họ? Anh cũng gan thiệt chứ. Tôi đã cần tiền cứu mạng đó. Vết thương của anh rỉ máu, đi nhà thương trước đi. Nhớ nha, phải cẩn thận đó. Được rồi, ông đừng có lo. Đứng lại. Chuyện gì? Đánh lộn hả?
Là bị té thôi. Bị té? Mày té với mày dâu? Chuyện gì đó? Cậu Tư, tôi thấy là anh bạn này có chút nghi ngờ thôi. Anh ta là bạn của tôi, có chỗ nào đáng nghi hả? Nếu là bạn cậu Tư đương nhiên cũng nghi ngờ rồi. Thấy anh bị thương nặng như vậy, có cần từ bọn chúng tôi bắt hung thủ giùm mày không hả? Thôi khỏi. Có chúng tôi giúp đỡ sẽ nhanh hơn nhiều nữa mà. Bạn cậu Tư không khác gì bạn của cảnh sát. Khi nào cần tôi sẽ nhờ mấy anh. Bây giờ bạn của tôi phải gặp bác sĩ. Gặp bác sĩ hả? Nè bác sĩ, mau khám cho mình bạn này trước đi. Bác sĩ, xin lỗi nha, người bạn này của tôi bị thương ở tay. Sao ngộ vậy? Lại là anh ha. Gia đình của anh thiệt lạ đời đó. Người em gái còn chưa xuất viện thì người anh lại nhập viện. Có phải là mấy người muốn đoàn tụ ở trong bệnh viện có phải không? Bác sĩ à, em gái của tôi bây giờ là sao? Vậy thì anh ráng kiếm 50 đồng để trả tiền thuốc men thì không có gì ngại. Nhưng mà theo tôi thấy thì hiện bây giờ anh bị thương nặng vậy, chắc là không làm gì được đâu. Hay là vậy, theo tôi vào trong đi, để tôi băng bó cho anh, rồi sau đó mới tính sao ha? Cô y tá à? Anh buông tôi ra đi. Xin lỗi, xin hỏi bệnh nhân nằm trên giường đó đi đâu rồi? Mã Tố Trinh. Dạ phải. Vừa mới chuyển phòng. Tới phòng nào? Trên lầu. Trên lầu. Cô Mã, cô nằm nghỉ đi nha, tôi ra ngoài. Cảm ơn. Em Trinh. Anh hai. Sao dọn lên đây vậy? Qua chỗ này mất tiền lắm đó. Em hỏi qua rồi, cái phòng này khoảng 20 đồng một ngày. 20 đồng à? Thôi đừng nha, xuống dưới đi, đi ngay. Không cần anh trả. Lại là cô Mai trả? Không phải, là cậu Tư. Cậu đã trả luôn tiền thuốc men cho mình nữa. Cổ Chấn Thanh. Cậu nói anh là bạn thân của cậu, giúp đỡ anh là bổn phận. Cậu còn nói là phải chăm sóc em gái của người bạn đàng hoàng. Cậu còn nói là ngày mai vào giờ này cậu sẽ đến thăm em. Vậy bây giờ anh ở đâu? Về rồi. Tại sao hắn lại giúp đỡ mình vậy? Con người của cậu Tư lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ. Hơn nữa lần này đâu có phải là lần đầu tiên giúp em. Không phải lần đầu tiên. Ê, sao lại bị thương nặng như vậy? Không có gì đâu. Cậu Tư không nói với em sao? Cậu biểu em hỏi anh. Chắc không phải anh nổi cơn đi đánh lộn với người ta chứ? Anh không có gì đâu. Thôi đừng có nói mấy chuyện này nữa. Anh cứ đánh lộn hoài như vậy đâu có được. Lần nào cũng bị thương tội tình gì chứ. Không được, em phải xuất viện ngay để coi chừng anh. Ê, còn cậu còn cứng đơ kìa, nằm nghỉ đi hả? Còn nghỉ nữa hả? Đã nghỉ lâu rồi. Mình lại không có tiền, đâu có thể nhờ cậu Tư hoài được. Cô Mai à, băng đổ cô thì là đẹp đó. Mua nước Pháp về hả? Đúng vậy. Làm gì kỳ vậy? Nè cô Mai, xin lỗi, uống trà đi. Uống trà nha. Ủa, anh Trinh, mới về hả? Máy đi cao. Chờ lâu rồi sao? Đã chờ hơn nửa ngày rồi. Sáng sớm tới nhà thờ, phát giác là nó bỏ đi rồi. Tôi thấy lâu quá cho nên mới chạy lên thăm. Ê, Mã Vĩnh Trình, Mã Đại Anh Hùng á, khỏe như con trâu đó mà. Mày nói gì đây? Kể chuyện quay phong của anh đó. Hai tay không đánh gục cái tên trâu đen nằm ở dưới đất la làng. Trả thù giùm cho tôi. Còn nữa, chỉ có mình thôi đi sau dỗ của băng đầu cọp. Hey, hey. Đúng vậy. Họ nói bậy thôi, cứ ngồi đi. Ngồi đi. Quên. Bây giờ cả khu tập Bắc không ai mà không biết tên của anh Trinh. Nhưng có điều này muốn hỏi anh là Vĩnh Trinh à. Có câu là song quyền khó địch tứ thủ. Anh làm sao mà đại chiến với băng đầu cọp vậy hả? Phải rồi, tôi đã thua hả? Bị thua? Tại sao anh vẫn có mình đang trở về? Cổ Chấn Thanh đã giúp tôi. Cổ Chấn Thanh? Cậu Tư đó hả? Cậu Tư cũng phải là hạng người hào hoa phong nhã, mặc đồ vest đẹp mày đi, vậy đi. Vậy? Cầm mẹ đi. Nè hai anh đừng tiếp ly nữa, hay nghe anh Trinh nói sao đi. Gì? Mày chỉ mày. Xin lỗi, trong này có phải có anh Mã Vĩnh Trinh, Mã Đại Cai không? Là tôi đây, anh là ai vậy? Tôi làm gì cho cậu Tư? Cậu Tư bảo tôi tới đây hẹn với Mã Đại Ca. 8 giờ sáng mai tới bến tàu gặp tên Đinh Nhất Hổ, bàn về chuyện giải quyết hiểu lầm đôi bên. Vậy được, anh về nói với ông Thành, sáng mai tôi sẽ có mặt đúng giờ. Anh Trinh à, đi mình hả? Đi mình như vậy á, nguy hiểm lắm. Đúng vậy, nguy hiểm lắm. Thank you.
Trinh. Không cần nói nữa, tôi biết làm sao mà. Tôi không tính khuyên anh, bây giờ tôi biết không có cách gì khuyên anh được. Anh phải cẩn thận nha. Tôi không biết Trinh Nhất Hổ là một người thế nào, nhưng mà ban đầu cậu không phải là thứ vừa đâu. Không gây thì cũng đã gây rồi. Có nhiều chuyện không có đơn giản như cậu tưởng tượng đâu. Cô thật tình không biết gì hết. Có lẽ đúng, nhưng mà tôi cứ cảm thấy nếu mọi việc đều có thể đơn giản quá thì cuộc đời sẽ được vui hơn nhiều. Cô không cần chia buồn với tôi đâu. Anh không nên nói vậy. Thật ra anh cũng có thể làm nổi mà. Tôi cũng muốn lắm, tiếc là khó thực hiện. Mọi việc ở trên đời thật ra cũng đơn giản lắm, cũng bất quá là tại mình phức tạp quá thôi. Có lẽ là đúng. Hy vọng một ngày nào đó tôi được vui như cô bây giờ. Chắc chắn sẽ có ngày như vậy. Ừ. Nè, sáng mai yêu chỉ đi, tôi sẽ có cách giải quyết. Anh giải quyết bằng cách nào? Chuyện giang hồ phải giải quyết trong giang hồ. Cô chưa biết đâu. Tôi đã không còn sớm, tôi không đưa cô nữa. Tạm biệt nha. Tạm biệt. Nói đi, mau lên, đi. À, anh Trinh à, anh Trinh. Đi kiểu này chỉ là bạn thôi. Đúng vậy. Nếu như sống mà bị nhục một đời thì tôi chẳng thà chết một cách oanh liệt. Anh Trinh à, lâu nay tôi rất ghét cái băng đầu cọp. Nếu như anh đi, tôi đi với anh. Cùng lắm chết chung. Đúng vậy. Người nào làm người đó chịu. Hai anh mặc kệ chuyện của tôi đi. Hai anh hãy đi về đi. Anh Trinh. Anh Trinh à, đừng có vậy mà. Anh Trinh, anh Trinh, anh Trinh à, anh Trinh à, anh Trinh. Hai người làm gì vậy? Chỉ một câu thôi. Anh có coi tụi này là huynh đệ hay không? Có. Được, nếu như huynh đệ gặp nạn thì phải làm sao? Có phước cùng hưởng, có họa cùng bèn. Nhưng mà... Nè anh Trinh à, cho dù không coi chúng tôi là huynh đệ, nhưng chúng tôi đã coi anh là đại ca chúng tôi. Anh chơi tụi này không xứng hả? Không phải là điểm này. Có sống sống chung, nếu chết chết chung. Được, anh em mình sẽ sang bằng ban đầu cọp. Được. Tại sao bây giờ cũng chịu bước ra? Có phải là sao tụi này muốn làm cùng thổ đế không vậy? Mày nói cái gì hả? Nói cái gì là không được. Cái bọn chó không biết nghe. Anh em nhào vô. Lên đi. Ai có gan cứ việc lên. Đừng nghiền hết nha. Ông Thành. Anh Trinh à, ông chính là cậu Từ hả? Xin lỗi, bắt các anh phải chờ lâu. Hôm nay tôi tới là để giảng quà. Mong là chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không. Tôi không phải gây chuyện đâu, tôi chỉ muốn tới đòi hắn trả lại tiền thù lao cho tôi thôi. Anh Hổ, mau trả lại cho người ta. Nè, tiền nè, chậm đi. Điểm cho kỹ nha. Không cần, tôi tin tưởng ông Thành. Hết chuyện rồi chứ? Hết chuyện rồi. Nè, bắt ta đi, coi như là quẹt cái lặng. Cậu tưởng tôi quà là trên hết mà. Nếu không có việc, tôi không làm quấy rầy các người nữa. Mình về. Khoan đã. Muốn gì? Anh Trinh, bây giờ các người làm việc ở đâu? Kể ra thì thế thẹn. Tạm thời chúng tôi còn chưa có việc làm. Nếu nhanh không chi, bến tàu của tôi cũng đang cần người khuôn giác. Nếu ông Thành chịu mướn chúng tôi thì chúng tôi hết sức cảm ơn. Đâu có dám chờ chứ.
cậu Tư, anh Hổ, sắp xếp cho họ đi. Dạ cậu Tư. Tôi cô nói trước đi. Tôi muốn hỏi anh, có phải là anh thấy tôi dài lắm không? Đâu phải, không bao giờ nghĩ vậy đâu. Tối nay do bà điên lang thang ngoài phố, vừa đi vừa cười. Anh Cường và anh Minh cười tét miệng luôn. Sao? Tôi chưa bao giờ để ý tới. Thật sao? Nói láo đó. Anh muốn hỏi tôi cái gì? Tôi... thì... à, anh cô còn nhớ không? Lần đầu tiên tôi đưa cô về nhà cũng là trên con đường này. Vậy chứ cô có biết tôi thường hay nghĩ đến chuyện gì hay không? Tôi thường hay nghĩ cái con đường này cứ đi hoài cũng không bao giờ tới chỗ. Vậy thì hay biết mấy. Tại sao vậy? Đi không tới chỗ thì khỏi phải chia tay với cô. Đi không tới thì chắc mệt chết rồi. Phải tiếp theo là đi chung với ai? Nếu là một người mình thương thì không sao, không bao giờ thấy mệt đâu. Mà đi không hết chứ. Hôm nay đi không hết thì còn có ngày mai, ngày mốt. Tương lai còn dài lắm mà. Nói cũng đúng, tương lai còn dài lắm mà. Tới nhà rồi. Anh toát mồ hôi kìa. Về tới rồi hả? Chắc lại đi nhà thờ phải không? Dạ. Ê, một đứa con gái tối ngày cứ đi nhà thờ, ra thể thống cái gì? Rảnh đổi thì ở nhà học nữ công cho giỏi đi. Như vậy à, cha thấy còn hay hơn. Ừ. Nè khoan đi đã, cha còn chưa nói hết à, còn đi đâu? Cha đã hẹn nhân bồ lưu và thằng cô có ổng tối mai ăn cơm. Con phải có mặt nha. Tối mai con không rảnh. Dán mà có nhà thờ một đêm có được không? Con của ổng mới từ Hoa Kỳ trở về, tướng mạo cũng được lắm, còn là một nhân tài nữa đó. Cha, cha đừng tốn công nữa. Con không thích cái tụi con cháu cha đâu. Vậy chứ con thích hạng người nào? Cha không cần biết con thích hạng người nào, quan trọng là phải có tiền. Còn có câu là trai tài gái sắc, phải xứng đôi vừa lứa. Tại sao cha phong kiến quá vậy? Bây giờ đó là đời sống mới rồi mà. Không cần biết đời sống gì hết. Nhà họ Trình của mình là nhà nho, cứ nghe lời cô cha là đúng rồi. Kiếm chồng thì nhất định phải kiếm có tiền, phải có địa vị, nghe rõ chưa? Con cỡ gì? Dạ đâu có. Cha, con mệt quá à. Mệt ta thì đi ngủ đi. Ngô Minh. Dạ. Cùng cái xe. Dạ. Mã Vĩnh Trình. Ờ. Lê Văn Chó. Hôm nay ngày đầu tiên đi làm, nhớ phải liều hồn nha, đừng để người ta bắt bớ. Ừ. Em biết rồi. Anh Trinh à. Ê, sao cô tới đây vậy? Đừng lo, tôi không làm quấy rầy anh lâu đâu. Đây là điểm tâm và cơm trưa của anh đây nè. Cảm ơn cô. Nhất định phải ăn cho hết nha. Tôi đi. Tạm biệt. Tạm biệt.
Nè, anh Trinh à, đây là điểm tâm giờ cơm trưa của anh đó. Cảm ơn. Không có gì, nhớ phải ăn hết nha. Chán của đẹp tới, tôi nhất định sẽ nuốt cho hết. Ê, ai đứa mày muốn ăn đòn hả? Cho ăn nè. Không phải. Không phải là muốn ăn đòn, chỉ là muốn giỡn chơi cho vui thôi, có đúng không? Tình yêu thật thấm nhuần. Phải, thấm nhuần hả? Thấm nhuần. Thấm nhuần. Quay, giỡn đã chưa? Ờ, tưởng là ông Thành giới thiệu tôi đây là làm cha hay sao? Làm việc đi. Thôi, đi làm việc. Nè, mau lên đi, mau lên. Mau lên, mau lên. Cảm ơn nhiều, tới đây gặp tôi đẩy. Ê, làm việc chưa xong mà, đãi cái gì? Nè, người kế tiếp. Quê, nè, tôi thấy hình như là tiền lương của mình bị bớt đi nhiều đó. Phải chịu thôi, ông kia nói là phải trừ cái tiền giới thiệu gì đó. Tiền giới thiệu? Mình đã phải hắn giới thiệu chứ, tại sao phải đóng tiền cho hắn? Thì phải rồi, vừa trừ tiền giới thiệu, vừa trừ tiền thưởng, bây giờ chỉ còn lại chút ít thôi. Họ thì là hiếp đáp người quá mà. Qua đòi lại. Ê nha, thôi bỏ đi. Có tiền được rồi đừng nghe thêm chuyện nữa, còn nhiều người xếp hàng kìa. Chơi gì đâu có được chứ. Không được. Thôi bỏ đi, trường đời là vậy mà, đâu có gì là công bằng đâu. Thôi mình về đây được lộn xộn nữa, đi. Tôi gian anh mà, má của tôi đang nằm nhà thương, không có tiền chạy thuốc men đó. Sao xin tao chứ, bị xin chùa đi. Không phải đâu, tại anh trừ tiền giới thiệu và tiền thưởng, cho nên mới không còn tiền đóng tiền thuốc men thôi. Gì đây, không chịu hả? Sáng mai đừng có tới đây nữa nha. Dạ không, không phải đâu, tôi không phải là không chịu. Chỉ là tôi thiệt cần tiền lắm, tôi chỉ là muốn mượn chút đỉnh thôi. Mai mốt trừ lại tiền lương của tôi đi. Tránh ra. Tôi gian anh. Thằng chó. Đừng đánh tôi hả? Đừng đánh tôi. Con bò. Xin đừng. Nó không nghe mày. Không nghe mày. Đừng mà. Tôi gian anh. Đừng. Tránh ra. Anh không sao chứ? Làm cái gì vậy? Muốn đá chết người ta hay sao? Rồi sao? Mày muốn gì? Là con người đó mày. Nói thêm nữa coi. Mày chán đời rồi hả? Chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Là lỗi ông sầm vậy? Hả? Xảy ra chuyện gì? Lại là tụi bay à? Anh Hổ, tụi nói gây chuyện đó. Tao không phải gây chuyện đâu, tại bất mãn cách làm việc của nó thôi. Bất mãn hả? Ba đứa bay bất mãn chỗ nào? Tôi đã nói với hắn rồi, chia nửa phần cho hắn làm tiền thưởng. Bây giờ hắn không nhận, còn bớt phần nữa. Còn bớt thêm 10% làm tiền giới thiệu. Phần đồng anh em ở đây không phải do hắn giới thiệu, tại sao đóng tiền giới thiệu cho hắn chứ? Phải không? Anh Hổ, anh Kim làm vậy mà. Nè, tiền thôi, đâu cần phải đánh lộn chứ. Bây giờ không phải là tôi đánh lộn đâu, là nó đánh đó. Tôi đứng ra can thôi. Đúng vậy. Đó. Là nó đánh tôi trước đó. Đúng rồi, đuổi đi, 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 đuổi đi. Thôi, tất cả im miệng hết đi. Hôm nay nghỉ sớm, cho tụi bay về nha. Khoan đã, hãy nói cho rõ cái đã. Mày là muốn gì nữa đây? Phần nửa tiền thưởng trả như thường, nhưng tiền giới thiệu là bằng trả lại đi. Đúng rồi, đúng rồi, trả lại đi. Bảo lên. Tôi chỉ đòi lại phần của tôi thôi, có trả hay không? Được, trả lại cho họ đi. Wow, chơi vui quá, hay quá. Muôn năm. Anh Hổ à, uống trà. Lần này cũng tại cái tình Mã Vĩnh Trinh thôi. Cái thằng này cũng khó xử thiệt ha. Anh Hổ à, hay là giao cho hai đứa tôi giải quyết hắn đi. Không được. Tại sao vậy anh Hổ? Tụi bay nghe kỹ nha, nhớ đừng có hành động lỗ mãn. Có bộ là cậu Tư coi trọng hắn lắm đó. Không biết tại sao cậu Tư lại coi trọng hắn vậy. Vậy phải làm sao? Không lẽ cứ để mặc cho hắn làm mưa làm gió hay sao? Rắc rối dài dài đó. Tao sẽ không bao giờ cho nó sống yên đâu. Nè, nhanh tay giúp đi nha. Nhanh tay giúp đi nha. Mà đi, cộng lại. Mà đi. Mà đi, cộng lại. Được rồi, để đi. Một, đó là kia. Mà lên, mà lên. Họ làm gì vậy? Hai ba cục lại tính một đó. Nè, làm việc nhanh lên. Làm việc đi. Mau lên. Số hàng này cần phải xuống thuyền đó. Quay, hai bao cục thành một tính sao hả? Ê, hai bao cục thành một.
Ai cũng biết mà, đương nhiên là tính một bao. Uầy, hai bao cộng thành một, rõ ràng là trừ tiền thôi. Khi ngày bà bất tính một hả? Ai ai ai, trời vậy đâu có được đâu. Quay quay, đừng có không? Làm việc đi, làm việc đi. Khoan đã, thả ra hết rồi mới khi. Tháo ra đi. Ngừng ta lại. Ai mà tháo ra coi như là phá hoại đó nha. Các người cũng biết tháo ra rồi á, hậu quả là như thế nào chứ? Hậu quả thế nào hả? Tôi chính là muốn được biết đó. Tháo ra. Phải rồi, tháo đi. Tháo đi. Lên. Hai người có biết lần này xuống hàng không kịp thời tôi lỗ bao nhiêu hay không? Mình xin lỗi nha cậu Tư. Tôi không muốn nghe xin lỗi, tôi muốn nghe giải thích. Là nó xúi dạy bọn cu ly làm loạn đó. Nếu không phải ông ăn bớt dữ quá thì công nhân đâu có nổi lên chứ. Ừ, cái chuyện ăn bớt á lúc nào cũng có sẵn rồi, nhưng mà chưa bao giờ xảy ra chuyện lớn như là bây giờ đó. Tại họ không lên tiếng thôi. Bởi vậy mới nói là tại chính mày gây chuyện đó. Sự thật cũng quá đáng mà. Được rồi, đừng có gây nữa, có gây cũng vô dụng. Nghĩ thế coi, còn phương pháp nào hay không? Có. Dẹp cái vụ chia bớt, làm nhiều được nhiều, ai khi nhiều thì được kiếm nhiều. Theo như tôi thấy á, thì cứ như xưa đi. Ai muốn kiếm thêm thì phải đóng góp thêm. Vẫn làm nhiều được nhiều như thường đó mà. Kẻ được nhiều là ông thôi. Được, tôi có một cách. Tôi chia bến tàu ra làm hai. Phía đông bến tàu anh Hổ phụ trách, còn bên phía tây tạm thời bây giờ anh phụ trách một tháng. Để coi sau này bên nào làm việc khá hơn và bên nào lên xuống hàng nhiều nhất và kiếm được tiền nhiều nhất thì theo phương pháp bên đó. Tôi tán thành. Còn anh thế nào? Cậu Từ đề nghị thế nào thì làm đúng theo thôi hả? Nè Trắng Linh, cảm ơn nhiều. Tối nay tôi đã ăn cơm. Nè kia đi. Cảm ơn anh em nhiều nha. Tối nay tôi đã ăn cơm. Wow. Đủ không hả? Không đủ. Nếu như không đủ em chỉ bớt cho anh. Quay, xét theo mức độ bây giờ, trước 3 giờ là mình có thể làm xong việc rồi đó. Wow, vậy là phải đi chơi cho khỏe. Quay, mình đi mua rượu rồi mua thêm thịt. Tối nay nhậu bữa cho vui. Ngày nào cũng đòi đi nhậu, đi nhậu cái gì sướng đâu chứ. Đi coi Sine đi, hôm nay chạy chân mình chứa sức lời vũ, nghe nói là hay lắm. Coi Sine có gì hay chứ, nhậu sướng hơn nhiều. Đi coi Sine tất nhiên là sướng, đi nhậu rồi, đi nhậu đâu có gì sướng đâu chứ. Mày đâu có biết con khỉ khô gì chứ, cái lúc mà chạy chờ nữa hả, thì là phê lắm. Phải, cứ để cho Trinh quyết định đi, đi đâu hả? Tối nay không đi đâu hết. Bộ anh bận sao? Tối nay là sinh nhật cô Mai. Ồ. Vậy là khó trách ảnh. Nè, anh Trinh à, tối nay đi chơi cho vui nha. Đúng rồi đó, thì chúc mừng cho lại cô Mai đi. Phải đó anh Trinh. Nè, đã nói là không trách anh mà, sao mặt mày anh đóng vậy? Tôi đang tưởng tượng tối nay ăn đồ Tây. Ăn đồ Tây hả? Vâng, đồ Tây thiệt ngon lắm, nhớ ăn cho nhiều nha. Không phải đâu. Ê, ăn mặc cái kiểu này như vậy làm sao mà đi ăn đồ Tây được chứ? Nói cũng đúng, nghe nói với trong nhà hàng phải mặc đồ vết đó. Cái kiểu này của anh hả? Cơ bộ là người ta dễ đuổi ra ngoài lắm. Vậy phải làm sao? Tôi cũng không biết tính làm sao. Biết chưa? Vậy hả? Hai người cười gì đây? Tại thấy vui thì cười thôi. Tôi như vậy hai người cười được à? Anh có bạn gái tốt, còn có hai người bạn tốt kiếm đồ vết giùm anh, còn không đáng mời sao? Phải rồi. Sao không ăn? Có phải không ngon hay không?
không ngon, chỉ là không biết cách ăn. Trong nhà hàng có đũa hay là không? Thật ra cũng đơn giản lắm thôi. Ta làm một lần cho anh coi nha. Đó. Như vậy là được rồi. Tôi thấy tôi không thích hợp mấy chỗ sang trọng như vậy đâu. Thật ra nếu như anh muốn ăn, tôi cắt cho anh ăn là được rồi. Tôi không muốn cái gì cũng nhờ cô. Cùng lắm là như vậy. Từ nay mình đừng có ăn đồ Tây nữa. Cô đã nói với tôi rồi, cô thích ăn đồ Tây lắm mà. Tôi không muốn cô vì tôi mà phải bỏ nhiều quá. Hai người sống với nhau là phải chịu lẫn nhau. Tôi không muốn cô chịu tôi. Cô là con gái nhà giàu, còn tôi thì chẳng biết gì hết. Tôi chỉ biết làm cô ly thôi. Một người có tốt hay không chẳng có dính líu gì tới có tiền hay là không, có sự nghiệp hay không. Người tốt rồi làm sao? Người tốt có lợi hay không thì tôi không biết. Tôi chỉ biết tôi thích người tốt. Có tiền hay không, có sự nghiệp hay không, tôi thấy chẳng có quan trọng. Nhưng mà... Anh xích gần một tí. Xích gần chút nữa. Chuyện gì? Từ nay cấm nói mấy chuyện này nha. Anh thấy tội nghiệp em quá. Anh đã quên đã hứa gì với em sao? Anh... Đừng có nói nữa. Em chẳng thấy tội nghiệp gì hết. Khuya rồi, ngủ sớm nha. Ừ. Tạm biệt. Ê, anh còn quên một câu chưa có nói. Cái gì? Hôm nay là sinh nhật của em mà. À, đúng hả? Sinh nhật vui vẻ. Còn nữa? Còn cái gì? Tiểu Mai. Cha. Chào bác. Cậu này là... Dạ là Mã Vĩnh Trinh. Chào bác trai. Mã Vĩnh Trinh hả? Cậu Trinh uống trà đi. Dạ. Cậu Trinh à, cậu làm nghề gì vậy? Dạ, chào. Anh làm trong văn phòng. Anh Trinh làm quản lý ở trong văn phòng. Số 1. Dạ dạ. Ồ, làm quản lý hả? Hay thiệt là một nhân tài. Tuổi con trẻ đã làm quản lý rồi ha. Tương lai thật là sáng sủa đó. Cha, đã khuya lắm rồi hay là để... Ờ, hay là bây giờ cô lên lầu thay áo đi. Để cha tiếp đãi cậu Trinh được rồi. Ờ, cha. Đi đi. Đi đấy. À, mời dùng trà. Uống trà đi. Ờ, dạ. Cậu Trinh à, ngồi ngoài này không có được thoải mái. Hay là vô phòng khách của tôi nói chuyện nha. Được không? Cậu Trinh à, tự nhiên đi. Cậu Trinh à, cậu làm việc ở trong công ty nào vậy? Thật ra cháu... À, tôi biết rồi, Kỳ Đức Phước. Ê, công ty đó lớn rồi nha ha. Cậu làm trong ban nào? Cháu... Ờ, tôi biết rồi, ban ngoại sự, công tác mậu dịch đối ngoại, có phải vậy không? Chắc là cậu đã kiếm được rất nhiều tiền của người ngoại quốc phải không? Ê, tiếng ngoại ngữ của cậu à, chắc giỏi lắm à. Chờ tôi một lát nha. Ở đây có lá thư, tôi đã già qua mắt à, cậu coi giùm tôi đi. Thú thật nha. Sự thật chắc chẳng phải là quản lý công ty nào hết. Chỉ là một thằng cô ly bến tàu. Vậy sao? Thiệt là bất ngờ đó nha. Bộ đồ mặt thẳng băng à. Cháu mừng của người bạn thôi. Thì đó chỉ là bề ngoài thôi. Hèn chi con mày đã bị cậu lường ghê. Cháu đâu có gạt cổ. Vậy sao? Không có thì đỡ.
Tự nhiên đi. Thưa bác à, như vậy có nghĩa là sao? Ý của tôi là không có muốn cậu kết với con mày nữa. Cả chồng trên bàn là bồi thường cho cậu. Lấy đi. Không đủ tôi còn nữa. Bao nhiêu tôi cũng trả. Nhưng phải nhớ kỹ, đừng có hàm qua mất nha. Thấy vừa là phải thôi. Thưa bác, Mã Vĩnh Trinh có lẽ sẽ mạc một đời nghèo một kiếp, nhưng chắc tuyệt đối không vì tiền bạc mà làm ra những chuyện hèn hạ, chuyện mất tự ái. Còn nữa, cháu cặp với Khiết Mai là tại có cùng một chí hướng. Cậu không chê cháu nghèo, và chẳng bao giờ cháu coi cổ là một cô gái nhà giàu. Nhưng mà nếu bác cảm thấy cháu đang leo trèo, cháu sẽ không làm cho bác và Khiết Mai thấy khó xử đâu. Chơi chút nữa. Cẩn thận đó nha. Cẩn thận. Nhà, đây. Quê, anh Trinh dạo này ăn phải cái gì sao mạnh quá vậy hả? Sức mạnh của tình yêu đó mà, chị biết sao. Làm việc đi. Quê, cái này gọi là sức mạnh của tình yêu đó hả? Lo làm việc đi. Hai đứa bay hôm nay làm gì? Như là con gà chết gì kìa. Nhanh lên. Mày, mày có thấy không? Hey, không biết tại sao hôm nay anh Trinh lại buồn rầu quá vậy hả? Anh chỉ biết xảy ra chuyện gì sao? Chuyện gì? Không cảm thấy này thiếu cái gì hả? Thiếu cái gì? Cô mày đó. Phải. Ê, thế nào? Chưa gì đã mệt rồi. Để biểu đón xem mà. Đón xe làm gì? Dạo này mình đã tài nhiều tiền lắm rồi. Mình đâu phải là khá lắm. Còn nữa, mình còn phải trả nợ cho cậu Tư. Cái miệng tí lìa. Em càng lúc càng giống má, có biết hay không vậy? Anh hai, vậy má thế nào? Cả đám người kia kìa, làm gì vậy? Ý, giáo hội phát lương thực đó. Phát lương thực? Anh hai, hay là mình qua bển coi cô Mai có nói hay không? Quay. Mà Thơ, Ý, Tố Trinh dạo này mình giỏi chứ? Quay. Qua chào. Đây đi. Anh hai, không thấy cô Mai đó. Ý, chú Tài, Thiếm Tư, Thiếm Sáu. Tố Trinh, cô xuất viện hồi nào vậy? Mới xuất viện. Hay quá, lành lại thì đỡ. Nè, xếp hàng lại bánh mì hả? Không phải, về nhà. Được chứ lắm. Nè, ba lên đi, nè. Tố Trinh. Anh hai. Vừa xuất viện được có làm xiên quá. Để làm cho. Cái gì cũng để cho anh làm. Một mình anh thì làm được bao nhiêu? Mình là hai anh em, có chuyện gì mà không thể tâm sự với nhau được? Anh hai, trên đời này anh chỉ có một đứa em gái, em chỉ có một người anh trai, không còn ai nữa. Có lẽ anh thấy người em gái này vô dụng, không giúp gì được cho anh. Dù có xảy ra chuyện gì thì anh cũng phải nên nói cho em biết. Em nói gì vậy? Đáng lẽ em cũng không biết tại sao anh lại có nhiều tiền như vậy đưa em vô nhà thương. May là nhờ có chú Tài với Thiếm Sáu cho em biết. Hồi xưa những người kết nghĩa Kim Lan cũng nói là có quả cùng mang, có phước cùng hưởng. Huống chi chúng ta là hai anh em thì càng nên chết sống có nhau. Anh hai, anh hứa với em đi, từ nay dù có xảy ra chuyện gì cũng đừng có đương đầu một mình. Anh nên nhớ vẫn còn cái đứa em gái này có thể góp sức cho anh. Thôi được rồi, đừng có nói nữa. Hôm nay sao mệt quá vậy? À đúng rồi, lúc em đi vắng một mình anh ăn cái gì? Đôi khi thì ăn mì, đôi khi thì ăn bánh bao, hay là cháo vậy thôi. Mấy món này làm sao no bụng được. Tối nay để em nấu một bữa thiệt là ngon cho anh ăn. Em hãy nằm nghỉ đi. Em đã nằm nghỉ suốt cả tháng rồi, còn chưa đã hay sao? Anh phải nằm nghỉ thì đúng hơn. À đúng rồi, dạo này có đi gặp chị Mai hay không? Đã lâu không thấy chị đến nhà thương thăm em. Có lẽ chị ấy bận việc trong nhà thờ. Ừ. Anh ra thu xếp quần áo nha. Thank you.
đi. Ông chủ càng giận, cô tới nhà thờ rồi phải về nhà liền. Cô gì không ông chủ, tôi đưa cô đi. Chú Hoàng à, đừng có dừng xe nhà ông chủ đang chờ đó. Thấy cô lành lại mau vậy, tôi thì là mừng quá. Cảm ơn anh. Từ ngày anh em chúng tôi đến Thượng Hải đã được anh giúp đỡ rất là nhiều. Đừng nói vậy, trong Tứ Hải đều là anh em, giúp đỡ nhau cũng là chuyện thường thôi. Anh và chúng tôi không có quan hệ gì mà giúp đỡ chúng tôi như vậy. Em còn biết anh đi gom tiền để đưa em vô nhà thương, mới đi đánh quyền lậu. Sao cô biết vậy? Anh và anh hai của em đều thương em như vậy, em cảm thấy hình như có thêm một người anh hai nữa. Anh hai? Hay là mình kết nghĩa anh em đi nha. Em thấy thương anh như là anh hai của em vậy. À, thôi đừng, cô đã có anh hai rồi mà. Bộ anh không thích em làm em gái của anh hả? À, vậy thì không phải. Không phải thì được rồi, em sẽ là một người em tốt. Sức khỏe đó. Mặc kệ tôi. Người ta không thương anh thôi, cũng đâu cần phải lấy rượu tiêu sầu. Tố Trinh đã nói với tôi rồi, đã nhận anh là anh hai, có đúng không? Làm gì? Không cho phép sao? Anh đừng tưởng tôi là thằng ngốc. Anh thật là muốn nhận cô Trinh làm em gái sao? Anh nói vậy nghĩa là sao chứ? Em gái của tôi không có ngu đâu, nó chỉ chưa có cảm giác thôi. Ý của anh là cô thì không có thương tôi chút nào hay sao? Anh có biết cái ngày nó trở về, nó nói với tôi đã nhận anh làm anh hai, nó mừng lắm. Phải, đâu có lý gì mà cô thương thương người như tôi chứ. Anh đừng có nói vậy. Chuyện trai gái cần phải có cái duyên. Biết đâu giữa anh và nó chỉ có tình anh em thôi. À, như vậy thì giữa anh và cô Mai có duyên hay là không hả? Chuyện gì? Bộ ghi gỗ à? Dạo này tôi thấy cổ là hình như ít tới thăm anh đó. À, thôi, cứ mặc kệ đi. Đàn bà phiền phức lắm, đừng nhắc tới nữa. Bỏ đi. Đàn ông chưa chắc gì phải cần đến đàn bà, có đúng không? Đúng. Đừng có nhắc tới họ nữa. Nè, chúng ta hãy uống đi, uống. Nè, cạn. Như vậy có phải coi là thua hay không? Thuộc bia mà không có đối thủ thì khó mà biết ăn thua lắm. Chẳng hạn như anh và anh Hổ, hai người đều làm việc cho tôi. Nếu không so sánh thì đâu có biết phương pháp của anh tốt hơn anh Hổ. Khiêng hàng nhiều hơn, việc kiếm tiền cũng nhiều hơn. Cậu Tư quá khen rồi. Anh Tráng làm việc đi, tôi không bạc đãi anh đâu. Sao con Thục vậy? Đang nghĩ tới một chuyện ra thôi. Tôi có thể giúp được cậu hay là không? Không có gì, cũng không quan trọng lắm. Nhưng mà mình đều là người một nhà, anh không đồng ra ngoài chứ? Không đâu. Tôi có một số thuốc trụ sinh muốn đem bán ở Thượng Hải. Penicillin là thuốc cấm đó. Đúng vậy, thuốc này trị bệnh sốt rét rất hay. Bây giờ ở ngoại ô, bệnh sốt rét đang lan tràn. Kể từ 3 tháng nay đã có rất nhiều người bị chết vì bệnh này.
Tôi đã có liên lạc với ban y tế, can thiệp với nhà chức trách, xin cho nhập thuốc này vào để có thể trị bệnh cho đồng bào của mình miễn phí. Nhưng mà kết quả thì... Cậu Từ có ý muốn chở penicillin tới Thượng Hải để mà tiếp tế cho đồng bào lao động phải không? Đúng vậy. Nhưng mà dạo này kiểm soát rất là chặt chẽ, không thể nào đem vào được đâu. Nếu như cứ tiếp tục như vậy thì người bệnh sẽ càng nhiều hơn. Anh nghĩ coi, tôi đã còn hứng thú thuộc với gia chứ. Cô Tư à, chuyện gì? Hay là để tôi tìm cách giùm cho. Thật sao? Tôi chỉ nghĩ như vậy thôi. Khó khăn mà cậu Tư còn chỉ giải quyết được. Anh Trình, anh thông minh hơn tôi, hãy nghĩ cách giùm tôi đi. Đổ cả chén muối vào trong cháo của anh đó, bảo đảm rất là mặn, không ăn được đâu. Đâu có gì đâu, bây giờ muối còn chưa tan, nếu mà tan rồi thì ăn không nổi đâu. Sẵn bây giờ húp vài miếng đi, mau lên húp đi. Húp đi. Uầy, có phải là tại chén cháo quá mặn, ăn đến nỗi bị mát luôn hay không hả? Cái gì, ăn mặn có bị mát chứ hả? Cái thằng quỷ này nói bậy không à. Ăn đi, ăn đi. Tôi có cách rồi. Tôi đã tìm ra cách giúp đỡ cậu Từ. Anh Trình, đây là cái gì? Đây là kế hoạch của tôi. Cái này là cái thau, trong này là penicillin, mình gói sẵn bằng giấy phòng nước. Dưới đây là một bao muối, dùng để thay thế cho bao cát. Trong khi mình bỏ xuống nước, tự nhiên nó sẽ chìm xuống. Chờ tới ban đêm khi muối tan rồi, nó sẽ tự nhiên nổi lên. Như vậy là có thể tránh khỏi bị kiểm soát. Hay lắm, phương pháp rất hay. Tôi sẽ cho người làm ngay, chừng nào có thể nhận hàng. Cứu người như cứu quả, không thể kéo dài. Hay là đêm nay. Thì là không nhìn làm người. Anh Hổ. Dạ. Thấy chưa, từ nay anh nhớ phải học hỏi anh đó. À, dạ biết. Cậu Tư à, cứu người là trên hết, loại thuốc này chừng nào cho xuống ghe vậy? Yên tâm đi, làm ngay đêm nay. Ờ. Anh Hổ, cho anh em chở đi ngay bây giờ. Và nhớ đừng bao giờ tiết lộ tin này ra ngoài, nếu bị cảnh sát phát hiện, như vậy là phí công của anh ta. Dạ. Nè, mấy người kia đi ngay. Anh Trinh, tối mai chuyển thêm một số nữa, có được không? Không thành vấn đề, tôi và anh sẽ cố gắng tối đa. Cảm ơn. Anh Trinh là anh ngon rồi, cậu Từ rất là quan trọng anh. Phải rồi, anh em phải cố gắng thêm nữa. Đương nhiên rồi. Anh thì giỏi quá. Cái gì vậy? Nhảy xuống kiếm đi. À. Không thấy trên đà. Không thấy. Kiếm kỹ lại coi. Ừ.
vậy? Có khi nào bị cá đớp không vậy? Quê, dây bị cắt rõ ràng, chắc chắn có người ăn cắp. Như vậy thì làm sao trả lời cậu Tư đi? Mở lên, mở kia đi, mở lên, đi xuống. Quê, thằng kia kìa. Mở lên, mở lên, mở lên, mở lên. Ê, có người tới, mở lên, mở lên, mở lên. Mở lên, mở lên. Quê, 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 quê. Mở hàng đó là của mình mà. Đúng rồi. Xin lỗi nha cậu Tư, đâu có liên quan tới anh. Tôi biết là anh đã cố gắng mà. Cậu Tư, sao hả? Có phải thằng Cẩu hay không? Theo lẽ là đúng rồi. Tôi bắt được tin hắn đứng ra bán một số penicillin. Chắc là kỳ trước tranh giành địa bàn với mình bị thua, hắn tức trong bụng. Nó thì là to gan. Cậu Tư, để tôi đòi lại. Khoan đã, cứ cho hắn đi đi. Nè, người nào làm người đó chịu mà. Nhưng mà gì, đừng những vụ vừa rồi nha. Nói thì nghe hay lắm, nhưng mà đến khi làm thì như cục cất vậy. Tôi đòi lại không được, tôi sẽ không trở về. Hay đó. Tất nhiên là không về rồi. Hàng đất tiền như vậy, nếu là tôi cũng không về đâu. Anh nói gì? Đừng gây nữa. Tóm lại là đừng đi. Yên tâm đi cậu Tư, tôi nhất định đòi được. Không phải tôi sợ anh đòi không được, tôi chỉ sợ anh đi như vậy gây thêm thù oán sâu nặng thôi. Nếu như hai bên cứ gây gổ với nhau, đâu có lợi gì. Nè, vậy cứ để cho họ lấy hàng sau. Không được, nhưng mình sẽ đòi lại bằng cách khác. Anh Trinh, anh đi về đi, đừng kích động quá. Nè, cậu Tư à, cậu đừng trách tôi nhiều chuyện nha. Dưới tay của tôi thiếu gì anh em. Cậu lại không chỉ định tôi mà lại chỉ định hắn, tôi thật biết tại sao. Đúng vậy, có thiếu gì người làm việc cho tôi. Nhưng mà không phải ai cũng giống ảnh đâu. Dũng cảm, thật thà và liều mạng. Nhưng mà tôi biết. Anh tức chứ gì? Nói tóm lại, tôi có kế hoạch của tôi. Anh đừng có giở trò ma giáo nha. Nghe chưa? Cậu nói sao thì vậy đây, phải không? Cậu Tư, kêu mình đừng có làm mẫu. Bây giờ không phải chuyện cậu Tư mà là chuyện của bà Diễm Trinh này. Nếu muốn truy tố, hãy truy tố tôi đi. Không được, anh một mình gánh vác không nổi đâu. Không nổi cũng phải nổi, bị mất từ trong tay tôi mà. Nếu như anh đi vô một mình sẽ bị thiệt thòi lắm đó. Chuyện tôi là chuyện nhỏ, nếu đợt này muốn hại thì càng mệt. Nếu như một mình anh thì gánh vác không nổi, nhưng mà cộng thêm hai đứa rồi thì không sợ gì hết. Họ có 5 người, tính sao hả? Đấy là hứa họ đi. Được, cứ coi em nè. Đặt đi lâu quá vậy. Đặt đi. Công ty hết tiền rồi cha. Mày cứ đến chú cậu là bà Diễm Trinh tới rồi lại món hàng.
Cô hai à, ông chủ đã có căn dặn không thể để cho cô đi ra ngoài một mình như vậy. Chú chỉ nghe lời ông chủ phải không? Được, bây giờ tôi cấm chú không cho chú đi theo. Chú có nghe không? Ông chủ căn dặn rồi, không cho phép cô hai ra ngoài một mình đâu. Đứng ngoài một bên đi. Ông chủ có dặn kỹ rồi. Chú chỉ nghe lời ông chủ phải không? Được, tôi sẽ nói ông đuổi chú. Chuyện gì đây? Lại muốn đuổi ai hả? Cha, chú quản gia đã cực lắm rồi, đừng có làm khó ổng. Ổng vô lễ với con. Cô hai rồi ra phố một mình, tôi chỉ là làm theo lời dặn của ông thôi. Ổng nói bậy đó cha. Không phải đâu chủ. Vô rót cái trà cho tôi đi. Dạ. Hey, chắc là cũng muốn ra ngoài gặp tên Mã Vĩnh Trinh đó chứ gì. Gì? Cha đã nói với con à, hãy quên Mã Vĩnh Trinh đi, không gặp con đâu. Tại sao vậy? Bởi vì cha đã đưa nó 1.000 đồng bạc, bảo nó thực thi lời hứa. Lời hứa? Lời hứa gì? Có ai mà không thích tiền chứ, đặc biệt là hạng người nghèo mạt như nó. Cha đưa nó 1.000 đồng bạc vào trước với nó là một là lấy tiền, hai là lấy con. Hắn chụp tiền liền à, không nói câu nào nó bỏ đi. Không có đâu, anh Trinh không phải là hạng người như vậy đâu cha. Chưa thấy tiền ra thì chắc là đúng, thấy tiền rồi thì khó nói lắm à. Cha, cha nói láo với con. Cha đã láo. Cả ly. Anh Trình, lần này thiệt nhờ anh. Cậu Tư à, cậu nặng lời rồi. Toàn là nhà anh em giúp thôi. Nhà đâu có phải, nếu không có anh Trình chúng tôi đâu làm ra gì chứ. Đúng vậy, lần này có công nhất chính là anh Trình đó. Không có hai anh, một mình tôi không xong đâu. Anh Trình à, anh có công lớn nhất đó. Được rồi, tóm lại ai cũng có công hết. Tôi thay mặt dân lao động kính các người một ly. Ly này coi như là để cảm ơn các anh. Nè, càng ly. Chỉ có mấy người đàn ông ngưỡng rượu hình như là hơi thiếu đó. Ông chủ. Ông chủ, các cô phải tiếp đãi ba người này cho đàng hoàng nha. Nghe rõ chưa? Dạ ông chủ. Em thì là đẹp quá đi. Anh sống tới bây giờ lần đầu tiên mới được hưởng cái sướng nhất ở trên đời này. Wow, em thì là dễ thương á. Dễ thương quá à. Lát nữa mình uống tiếp nha. Một lát mình đi uống tiếp nha. Anh Trình, đêm nay đi chơi dữ không? Dữ vậy đó cậu Tư, cảm ơn cậu. Cậu Tư à, đã khuya rồi, chúng tôi xin phép nha. Thôi được, các cô nhớ đưa máy ảnh về nhà nha. Một lát nữa mình tiếp tục á. Trời, cái trò lúc nãy nha. Cậu Tư à, thôi khỏi đi, chúng tôi tự về được rồi. Nè, anh Trình, không cần phải xa lạ vậy mà, quan trọng là được vui thôi hả? Đúng vậy, đúng vậy, em đã hứa với cổ là tiếp tục chơi trò chơi lúc nãy mà. Phải chơi tiếp. Đi về đi, đợi tôi nha. Phải chơi tiếp cái trò chơi lúc nãy. Đợi tôi với. Thực ra cậu không cần đưa chúng tôi về đâu, chúng tôi đã làm phiền cậu cả đêm rồi. Tôi định là để cho các anh có một đêm khó quên, không ngờ lại làm cho ba người thấy ngại như vậy, xin lỗi. Cậu Tư à, ý đẹp của cậu chúng tôi xin cảm ơn, cậu không cần phải khách sáo đâu. Đúng rồi cậu Tư, không cần phải đợi chúng tôi đâu. Chúng tôi ở giờ lắm, sợ là làm giờ chiếc xe của cậu. Mày lo ngủ đi. Đừng có sao, rửa lại được rồi. Wow, đúng rồi. Tại sao mà dàn hát quá vậy? Cái đội phá nhạc của người ta vậy? Ôi dạ. Nè, đứng lại đi, nè. Tú Trinh. Sao kỳ cục vậy? Xảy ra chuyện gì? Hồi hôm chú cậu có tới đây, ông phá sập căn nhà của cậu, còn bắt cóc con Trinh đi nữa. Tôi đi thanh toán với nó. Anh Trinh, tôi đi với anh. Không cần, tôi đi một mình được rồi. Là tôi đã gây ra, đừng nói nhiều, cứu người quan trọng, mình đi, lên xe. Đi. Cậu Tư, sao rảnh rỗi tới thăm tôi vậy? Hả? Bộ ở bến tàu làm ăn bến bá lắm sao? Nếu không có chuyện gì thì đâu có tới đây. Chú cậu, có chuyện này tôi muốn nhờ chú. Tốt, thẳng thắn.
Nhưng mà thế lực của cậu Tư bây giờ rất mạnh như vậy, còn phải nhờ tới thằng cậu này hay sao? Hả? Ông phải lập tức thả Mã Tố Trinh ra. Chú cậu, tôi xin chú thả em gái của tôi ra. Chú cậu à, tôi gia xin chú. Chú cậu, coi như là tôi đãi chú và anh em đi uống cà phê nha. Sao hả? Xin lỗi nha, tôi không thích uống cà phê đâu. Tôi thích đi ăn tiệc thôi. Muốn đòi lại con chó nhỏ đó phải không? Không thành vấn đề, nhưng mà phải trả lại món hàng cho tôi mới được. Nếu không thì xin lỗi nha. Hàng đó không phải là của chú, thật sự là của cậu Tư. Tôi không cần biết. Nói tóm lại, hôm kia tôi thấy ở bến tàu có mấy thùng hàng. Người ta thường nói, khi mà đồ lượm được dưới đất, đương nhiên là của chung. Cậu nói mấy thùng hàng đó là của cậu, xin hỏi cậu có bằng chứng gì không? Hả? Nhưng mà chính mắt anh em của tôi thấy, anh tới kho hàng của chúng tôi ăn cắp hàng và còn đốt kho nữa. Bây giờ dám tới đây đòi người hả? Cậu Tư, cậu nghĩ coi, chuyện đời có dễ dãi vậy hay sao? Hả? Chú cậu, chú nói thật một câu đi, làm sao chú chịu thả người? Theo như cậu thấy phải làm thế nào? Chú cậu, người nào làm người đó chịu. Chuyện này do Mã Vĩnh Trinh này gây ra, bất cứ chuyện gì một mình tôi gánh chịu. Mày cấm miệng. Cậu Tư, chú cậu, tôi hỏi thêm lần nữa, chú có chịu thả người hay không? Được, vậy cậu hãy tự chém ba nhát đi. Cậu Tư, cậu Tư, cậu Tư, dẫn con nhỏ đó ra cho họ coi. Anh hai, anh hai. Em Trinh, chú cậu. Anh Trinh, qua bên này. Anh hai cứu em. Về. Anh hai, mình đi về. Cô Tư à, con không sao chứ? Cô Tư, con không sao chứ? Khổ có đi theo không? Không, tôi đã chịu chút nha, sắp tới rồi. Cậu Tư, không sao chứ? Đừng nói nhiều nữa, đỡ có về đi. Tỉnh lại rồi kìa. Cậu Tư. Nước. Cảm ơn. Cậu được tỉnh lại thì tốt. Cậu đã bị chảy máu rất nhiều. Máu của đàn ông giống như nước mắt của đàn bà, đều phải chảy. Nhưng mà không được chảy dễ dàng, phải có giá trị. Nếu vì chuyện nhỏ nhặt này cô chảy nước mắt thì không đáng. Tôi vì anh Trình mà phải chảy máu thì cũng đáng. Cậu Tư, cậu giúp đỡ anh em chúng tôi như vậy, mai này có chuyện gì cứ lên tiếng nha. Nếu mà Vĩnh Trinh này mà hơi cao mài sẽ bị trời đánh, không được chết lành. Anh Trinh, anh đừng có nói vậy. Giúp người trong cơn nguy đó cũng là hành vi của đàn ông mà. Nếu anh coi tôi là anh em
thì đừng bao giờ nhắc tới hai chữ đền đáp. Phải rồi, nhà của các người đã bị phá sập, hay là dọn ngoài với tôi đi. Không được, tôi đã làm phiền anh nhiều lắm rồi, không dám làm phiền anh nữa. Anh Trinh, anh đừng từ chối. Dạ đúng đó anh hai, mình cứ tạm ở lại đây đi, để em có thể được chăm sóc cho cậu Tư. Cô Trinh đừng có nói vậy, hai người đều là khách, tôi đâu có thể bắt cô chăm sóc tôi. Cậu Tư đã kêu chúng tôi đừng khách sáo, sao cậu lại khách sáo quá như vậy? Anh hai, mình cứ làm theo ý của cậu Tư đi nha. Vậy xin phép cậu làm đồng công một thời gian, chờ khi nào kiếm được chỗ, chúng tôi sẽ dọn ngay. Cô đã từng thấy loại cỏ mọc cao vậy không? Dạ chưa. Chưa hả? Loại cỏ này tôi mua từ Phi Châu vậy. Tôi đã tốn rất nhiều tiền đó. Còn mấy loại cây này thì thường thôi, chính tôi đã tưới nước. Tôi thích trồng cây lắm. Cái vườn này rất rộng, và còn có hồ cá nữa. Coi kìa, cá có lớn không? Coi kìa. Vết thương của cậu đã lành lại chưa? Đỡ nhiều rồi, cũng nhờ cô lo cho tôi. Vậy thì tốt. Tôi muốn tặng cho cô một món quà. Cô thích gì hả? Cậu Tư, cậu đừng khách sáo. Tôi không thích cái gì hết. Cô Trinh à, xin lỗi nha. Có người nào đã khen cô đẹp chưa? Dân lao động như chúng tôi thì làm sao mà đẹp được. Thực ra đẹp hay không, cái đó đâu có liên quan gì tới tiền bạc. Nhưng mà nếu có tiền thì có thể khiến người ta đẹp hơn. Tôi nghĩ ra tặng cái gì cho cô rồi. Bộ đồ này rất là đẹp. Thích không? Cảm ơn anh. Nhưng mà đôi giày này tôi mang không quen, đi không có được vững lắm. Vậy hả? Dần dần sẽ quen mà. Đi thử đi. Được chứ, vững lắm mà. Vậy sao? Sao mặt đẹp quá vậy? Đâu có, em lên thay đồ. Bài đặt quá đi. Anh Trinh, qua đây, tôi có chuyện muốn hỏi anh. Nè, ngồi. Thực ra có chuyện này tôi muốn nhờ anh giúp đỡ. Chuyện gì? Ông cai phó bến tàu hôm nay đã xin từ chức. Tôi muốn anh thay thế. Thật vậy sao? Tôi sợ làm không nổi. Anh định khuân vác cả đời hay sao? Nhưng mà... Làm thử đi, nếu không thì đâu có biết làm được hay không. Như vậy... Tôi muốn có một người tin cậy làm việc cho tôi. Nè, đừng từ chối nữa. Anh hứa giúp tôi đi, cai quản bến tàu nha. Hứa đi. Vậy thôi được. Cảm ơn cậu Tư. Nè, có đang hay không? Dạ không. Thôi mấy người xếp vào bên đi nha. Sao khi xong lại bày đặt cái trò chơi tụi Tây? Từ ngày đến Thượng Hải anh chưa có bao giờ được nghỉ. Hiếm lắm mới có ngày phép. Sáng chơi cho vui đi. Cảnh ngoài đây thì là đẹp. Vãi, giá nào phải chơi cho đã. Tới ngay thành phố tổng quản rồi á, không có ngày nghỉ đâu. Vậy là phải nhờ tụi bay đó. Anh em đó mà, nói chuyện gì đâu không. Đàn ông con trai đừng có lộ thôi quá. Lo ăn đi. Tôi chưa có ăn bữa sáng đó, đang chờ bữa sáng đi. Thank you.
anh kia rồi. Của cô đó hả? Cảm ơn. Chiếc mày kiếm được chưa? Được rồi. Vậy tụi mình trở qua bên kia đi. Ừ. Chị Khiết Mai, Tố Trinh, anh Minh. Mình đi. Có biết họ hả? Là bạn. Tôi muốn nói vài câu với họ. Hay là anh qua đằng kia chờ tôi? Được, đừng có lâu quá nha. Ừ. Hey. Cô Mai ngồi đi. Đi đi, qua bên kia đi. Qua làm gì chứ? Đi đi. Chuyện gì đây? Đi. Anh còn nhớ khăn tay này không? Nhớ chứ. Không có mấy ai dùng loại khăn tay mắc tiền như vậy đâu. Một tấm khăn tơ bây giờ đối với anh mà nói cũng chẳng đáng gì. Dù Mã Vĩnh Trinh này nghèo nhưng vẫn còn tự ái. Có lẽ là gì? Trời đã sắp sẵn cho ngày một đời phải là một đời của Ly ở bến tàu. Anh hai! Đã tới nhà rồi, cảm ơn. Ê, khoan đã. Chuyện gì? Anh đừng như vậy. Còn nhớ cái trình lúc nãy hả? Đâu phải. Anh đừng đoán bậy. Không phải. Gương mặt của cô đã bán đứng cô. Anh nói bậy gì đây? Kẻ nói bậy là cô, không phải là tôi. Rồi hả? Cha, đã khuya lắm rồi mà còn họp nữa hả? Đúng vậy, cha còn đang họp. Hỏi thăm chú bác đi. Chào chú bác. Về phòng nghỉ đi. Dạ. Quý vị, quân Nhật xâm lược ba tỉnh Đông Bắc, còn thành lập nước Mãn Châu ở đường địa nữa, lại còn cấu kết với tên bán nước Trường Đại Lâm. Chúng ta là người Trung Quốc, trước quốc nạn, mình có nên hành động hay không? Ông Thiên, ông có cảm kiến gì không? Ý tôi là phải tẩy chay hàng Nhật, cắt đứt mạch máu kinh tế của người Nhật. Nhưng hàng của Nhật bán rẻ mà. Nếu như tẩy chay họ, tôi lo là đồng bào sẽ là làng đó. Mình có thể hạ giá với nội quá, nhất định phải cạnh tranh với hàng Nhật. Cho dù tôi bị lỗ á, tôi cũng cam chịu. Hiện giờ người Nhật đã xâm lăng đất nước của mình rồi, tôi càng không muốn cho họ nắm luôn các kinh tế. Quý vị thấy tôi có nói đúng không? Ờ, thì phải đó ha. Tôi nghĩ rằng nên tổ chức thành lập hội thương mại ái quốc, phụ trách kế hoạch tẩy chay hàng Nhật bằng cách nào? Đúng. Đúng rồi, có câu là rắn không đầu không có được. Chúng ta bầu người ra làm chủ tịch. À, cậu Tư, hay là để cậu cầm đầu đi nha. Để tôi cầm đầu hả? Thì tôi đâu có tài cán gì. Ông Thiên, cái chức chủ tịch này phải là một người đức cao trọng vọng và được mọi người kính mến. Ông Thiên, ông là người thích hợp nhất. Mọi người nghĩ có đúng không? Giao cho ông Thiên đảm nhiệm chức này là người thích hợp nhất rồi. Đúng. Phải, đúng như vậy. Ông Thiên mà không chịu thì đâu còn ai dám làm. Phải, à, phải đó, phải. Phải á. Ông Thiên, mọi người đồng ý giao cho ông, đừng có từ chối nha. Phải rồi bà, phải. Đúng vậy. Được, cảm ơn quý vị. Trình Tiêu Thiên này cam đoan sẽ cố gắng tối đa vì dân vì nước. Hy vọng quý vị đồng lòng ủng hộ. Vậy là tốt. Cảm ơn quý vị, cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị. Tư à, có chuyện quan trọng kiếm tôi sao? Anh có biết ba tỉnh miền Đông đã bị người Nhật xâm chiếm rồi hay không? Dạ biết. Anh nghĩ thế nào? Thấy tức. Thấy tức nước nhà mình bất lực,
ghét cái bọn Nhật Bổn, ý mạnh hiếp yếu. Hay lắm, nói rất hay. Anh Trinh, có bí mật này tôi muốn nói cho anh biết. Thực ra tôi đang làm việc cho chính phủ Nam Kinh. Nhiệm vụ là cung cấp tình báo cho chính phủ để sang bằng bọn quân Việt bán nước, và hơn nữa đuổi cái đám người Nhật Bổn ra khỏi Trung Quốc. Bí mật quan trọng như vậy, tại sao gọi lại cho tôi biết? Bởi vì tôi thấy anh cũng giống như tôi, cùng có một chí hướng, có đúng không? Thật ra tôi rất ngưỡng mộ cậu, có thể góp sức cho nước nhà. Thật ra anh đã góp sức rồi. Tôi hả? Thuốc penicillin mà tôi nhờ anh chở, thuốc đó không phải là tiếp tế cho bệnh nhân đâu, mà là để tiếp viện cho quân đội. Tôi giấu anh không trách tôi chứ? Không đâu, cậu làm như vậy cũng vì muốn giữ bí mật, hơn nữa có thể góp sức cho nước nhà. Mã Diễn Trinh này thiệt là thấy hãnh diện. Anh Trinh, cảm ơn anh đã thông cảm. Tôi giờ mới nhận được nhiệm vụ, cần nhờ sức của một người đáng tin. Tôi tình nguyện đóng góp. Đây là quốc gia đại sự,